Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, không để ý tới Lục Thanh Thiên đã hôn mê, quay người đi đến đỉnh đài của thần Tiêu Tông. Trước khi rời đi, Lâm Hy thuận thế một cước đá vào đan điền Lục Thanh Thiên. Từ nay về sau, Lục Thanh Thiên sẽ là một phế nhân. Lâm Hy muốn cho hắn vĩnh viễn sống trong sỉ nhục này, đây chính là kết cục hắn dám cuồng vọng ở trước mặt mình. Toàn bộ khán đài lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thanh Thiên hoàn toàn xứng đáng là thiên tài của đâu xuất cung, khi hắn tế lên thập ma chuyển luân đại pháp, tất cả mọi người cho hắn nhất định thắng rồi. Nhưng kết quả lại hí kịch như thế, không chỉ người của đâu suốt cung bị tát một bạt tai, những người cho rằng Lâm Hy phải thua không thể nghi ngờ cũng bị hung hăng tát cho một bạt tai. Sư Huynh, hắn đã giết lục Sư Huynh, Lâm Hy, đâu suốt cung chúng ta cùng người thế bất lưỡng lập. Lúc Lâm Hy quay về đình đài, hướng đình đài đâu suất cung rốt cục bộc phát một hồi gào thét kinh thiên. Vài tên đệ tử đâu suốt cung cấp thiết nhảy vào trong đấu trường xa xa, tiên mộng trưởng lão lại thở ra một hơi. Lục thanh thiên tuy rằng thoạt nhìn thê thảm, giống như chết vậy. Nhưng hắn vẫn cảm giác được rõ ràng nhịp tim đập của lục thanh thiên. Bất kể như thế nào, chỉ cần vẫn chưa chết là được. Tấn chức đại điển là tiên la phái cử hành, trận đấu này cũng là tiên la phái bày mưu đặt kế. Nếu như lục thanh thiên chết ở trên tiên la sơn, đâu suốt cùng thế tất sẽ không thôi. Tiên la phái cũng không thoát khỏi quan hệ, rất khó giao phó. Cũng may tiểu tử này cho vài phần mặt mũi bằng không thì, sợ rằng hắn đã giết Lục Thanh Thiên đi rồi. Tiên mộng trưởng lão thầm nghĩ, dùng biểu hiện trước kia của Lâm Hy, hắn quả thật có thể sẽ làm vậy. Lâm Hy cuối cùng bỏ qua Lục Thanh Thiên, thật đúng là khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Lục Thanh Thiên rất nhanh đã được đưa lên khán đài, thanh thần trưởng lão lại cho dùng đan dược, sau đó độ khí, toàn bộ quá trình một mực mặt âm trầm. Thẳng đến khi khí tức Lục Thanh Thiên ổn định lại mới thở phào một cái. Lục Thanh Thiên bị trọng thương, khí tức hỗn loạn, trong lòng vội vàng, thanh thần trưởng lão rõ ràng còn không phát hiện ra đan điền của lục thanh thiên đã bị phá. Tiểu tử, làm không tệ, chưa tầng quan hệ với sư phụ ngươi ra, hiện giờ, ta ngược lại cảm thấy ngươi rất hợp khẩu vị ta đấy. Lâm Hy vừa quay lại đình đài đã nghe được thanh âm tán thưởng của ma kiếm trưởng lão. Ma kiếm là sát lục chi kiếm, là âm u chi kiếm. Hành vi của Lâm Hy ở trong mắt ma kiếm trưởng lão chẳng những không trách hắn hắn quá mức tàn nhẫn, ngược lại còn cảm thấy hắn sát phạt quả quyết, vô cùng quyết đoán chương 836, Thiếu Đế 1, kiếm đạo vốn chính là sát nhân chi kiếm, nếu như suốt kiếm do do dự dự, kiếm đạo còn uy lực gì nữa. Đối với địch nhân tự nhiên có thể hung ác bao nhiêu thì tốt bây nhiêu rồi, lề mề, lòng dạ đàn bà sao thành chuyện lớn được. Mà kiếm trưởng lão vẫn luôn làm như vậy đấy, cho nên đối với sự trả thù lôi đình vạn quân của Lâm Hy cũng có chút tán thưởng. Làm đàn ông, phải như thế, đa tạ sư bá khích lệ, Lâm Hy cười cười. Ma kiếm trưởng lão giao hảo với hình tuấn thần, về mặt bối phận tự nhiên là sư bá của Lâm Hy. Nếu không phải hắn tỏa chấn ở chỗ này, Lâm Hy quả thật khó có thể giáo huấn lục thanh thiên thuận lợi như thế. Lâm Hy nhìn Âu Dương nạp hải một cái, Bạch Nguyên đang chiếu cố hắn. Mà kiếm trưởng lão dù sao cũng là cường giả tiên đạo cảnh có hắn ra tay, cho Âu Dương nạp hải dùng tiên đạo liệu thương thánh dược, lại độ khí cho hắn, tình huống hiện giờ đã tốt hơn nhiều, hô hấp cũng rất thông thuận. Lâm Hy thậm chí trông thấy trên mặt hắn đã hồng nhuận hơn không ít bất quá vẫn chưa tỉnh lại cũng không phải thương thế của hắn đã nặng đến tình trạng đó mà ma kiếm trưởng lão cảm thấy tình huống của hắn cần tĩnh dưỡng cho nên mới điểm vào huyệt ngủ của hắn cũng may sư huynh cũng không có trở ngại lục thanh thiên người có lẽ nên may mắn bằng không người đã chết rồi lâm hy ánh mắt chợt lóe lên lâm hy sở dĩ cuối cùng vẫn không có giết lục thanh thiên nguyên nhân mấu chốt chính là do âu dương nạp hải không chết lúc lục thanh thiên ra tay có lẽ cũng không phải cố ý nhưng sự vô tình đã cứu được hắn một mạng âu dương nạp hải là một trong các thánh vương có giao tình tốt nhất với lâm hy trong thần tiêu tông luận trình độ tới lui còn vượt qua cả hải thánh vương ba người đồng hành đến tiên la xem lễ nếu như âu dương nạp hải chết ở tiên la phái đây là chuyện lâm hy không cách nào tiếp nhận trong lòng cũng sẽ cảm thấy tự trách đấu trường rất nhanh được rửa giấy sạch sẽ một đạo tiên khí đảo qua vết máu đều được lau khô trận đấu lần nữa tiếp tục nhưng hào khí đã có chút không đúng tràn đầy một cổ hương vị dương cung bạt kiếm. Xoạt, trên vị trí của Thái Nguyên Cung, Lý Tranh Phong đứng lên. Tranh Phong, trận đấu vừa rồi người cũng thấy đấy. Thế nào, người có nắm chắc đánh bại hắn không? Một hồi thanh âm giả nua truyền đến bên tai. Hừ, yên tâm đi, trưởng lão. Thái Nguyên Cung là tiên đạo đại phái đệ nhất, sẽ không thua. Mà ta, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Thủy hỏa đại pháp tuy rằng lợi hại, đáng tiếc, gặp ta. Ta sẽ kết thúc hắn thôi. Lý Tranh Phong thản nhiên nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin mãnh liệt. Sau khi nhìn thấy Lâm Hy chiến đấu với Lục Thanh Thiên còn có thể có loại tự tin này, không hề nghi ngờ, Lý Tranh Phong có tự tin và tiền vốn đầy đủ. Là nhân tài mới xuất hiện ở Thái Nguyên Cung, trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn tự nhiên cũng đã đứng ở vị trí đệ nhất toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Sự thất bại của Lục Thanh Thiên mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đó là vấn đề của hắn, không thể đại biểu cho mình được. Mặc dù Lục Thanh Thiên lúc toàn thịnh cũng không phải là đối thủ của mình. Lâm Hy cũng giống như vậy, tiên đạo cảnh ta không dám nói, nhưng luyện khí cảnh chỉ có một thiên tài, đó chính là ta. Ánh mắt Lý Tranh Phong đảo qua toàn trường, ánh mắt của hắn lướt qua, ẩn ẩn có tia chớp xẹt qua. Oanh, Lý Tranh Phong chấm dứt chiến đấu cũng rất nhanh, chỉ một chiêu đã phân thắng bại. Hô, Lý Tranh Phong áo bảo rung động, lập tức bay trở về đình đài. Lúc này đã không còn ai lên đài nữa. Không sai biệt lắm, tiên mộng trưởng lão ánh mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết, sau đó đứng lên. Cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rốt cục cũng chờ được. Hô, áo bào rung động, tiên mộng trưởng bay ra khỏi chỗ ngồi, lập lè một cái đã đến trên không tái tràng. Tốt rồi, hiện giờ chỉ còn lại ba người cuối cùng. Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn, xuất hiện đi. Tiên mộng trưởng lão lớn tiếng nói, ba người không có cách nào hai đấu hai được, kết quả này có chút ngoài ý muốn, trong đó Lâm Hy và Lý Tranh Phong phải thi đấu một hồi, Kim Vương Tôn tự động tấn cấp. Mặc dù có chút may mắn, nhưng cũng không có ai tỏ vẻ dị nghị gì cả. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đạt được quả trường sinh. Điều kiện tiên quyết này không thay đổi, quá trình các trận đấu, cùng với cuối cùng còn lại những ai đều chỉ là dâu ria cả. Khô, Lý Tranh Phong đầu tiên tung người lên, mái tóc dài của hắn bay múa, áo bảo bay lên, khoanh lấy hai tay, tự nhiên toát ra một cổ khí thế bế nghĩa bát phương. Lý Tranh Phong xuất hiện ở giữa sân, cũng không nhìn những người khác. Chỉ bình tĩnh nhìn qua Lâm Hy, ý tứ khiêu chiến không cần nói cũng biết sư bá ta đi xuống lâm hy đứng dậy ân ma kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu ngồi ngay ngắn trong đình đài không nói một lời sư đệ cố gắng lên bạch nguyên ngẩng đầu chỉ nói một câu ân lâm hy khẽ gật đầu vươn người tung lên bay xuống đấu trường phanh cùng lúc đó hào quang lóe lên vịt một tiếng một đạo nhân ảnh đáp xuống mặt đất áo choàng màu vàng phảng phất như gương sáng tán phát ra đạo đạo sáng giỏi Thiếu đế, cố gắng lên. Ha ha ha, Thiếu đế, tiêu diệt hắn. Thiếu đế, thay Hải ngoại thập phái chúng ta hung hăng giáo huấn hắn. Hải ngoại thập phái chúng ta không phải dễ trêu đâu. Lúc tên cao thủ thanh niên kia của Tiên đế cung đáp xuống đất, trong trận doanh Hải ngoại thập phái lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô kinh thiên. Thiếu đế, nguyên lai là ngươi, Lý Tranh Phong vốn không để tên đệ tử của Hải ngoại thập phái kia vào mắt, nhưng lúc này nghe được hai chữ Thiếu đế thân hình lại chấn động, phảng phất nhưng rất rõ ràng hai chữ Thiếu đế này nhân loại ở tiên đạo đại thế giới đếm không hết ba chữ kim vương tôn đặt trong đám người không có chút ý nghĩa nào cả nhưng hai chữ thiếu đế vừa ra lại không như trước nữa ở hải ngoại thế giới hai chữ thiếu đế đại biểu cho một truyền kỳ một danh hiệu đệ nhất cao thủ lớp trẻ chính thức tạo vật cũng không phải chính tính ở lục địa đối với hải dương cũng giống như thế đệ tử của hải ngoại thế giới đại bộ phận đều là thế hệ hời hợt không cách nào sánh với đệ tử của thập đại tông phái nhưng thiếu đế này lại là ngoại lệ Lúc Lý Tranh Phong ở trong tông đã từng nghe nói qua, trong tông một gã Thánh Vương rất có thực lực đi hải ngoại thu thập một loại tài liệu chân quý, kết quả lại bị một gã đệ tử hải ngoại tuổi còn trẻ đả bại, hơn nữa còn bị áp chế triệt để. Bắt đầu từ lúc đó, hai chữ thiếu đế cũng bắt đầu được Thái Nguyên cung chú ý tới. Một vị trưởng lão tiên đạo cảnh Thái Nguyên cung đã từng muốn dùng thiên cơ toán thuật suy diễn tin tức về thiếu đế. Kết quả dưới tình huống không gặp phải bất luận ngoại lực nào quấy nhiễu lại đột nhiên lọt vào cắn trả, trọng thương tại giường nghỉ ngơi rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. chương 837, Thiếu đế hai lúc ấy hỏi thăm vị trưởng lão kia chỉ nghe được một câu. Số mệnh thật hùng hậu, số mệnh thật hùng hậu, các trưởng lão khác của Thái Nguyên Cung lập tức đoán ra, chỉ sợ ra hỏa gọi là thiếu đế kia đạt được trung hóa thiên địa tạo hóa, trên người tụ tập lấy số mệnh đáng sợ hơn xa thường nhân. Vị trưởng lão kia mạo muội suy tính hắn, bị số mệnh cắn trả, mới tạo thành loại tình huống này. Tổn thương thành như vậy, bắt đầu từ lúc đó, Lý Tranh Phong liền chú ý tới đệ tử truyền kỳ duy nhất ở hải ngoại này. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là vì số mệnh của hắn. Người có được khí vận to lớn, thường thường luôn đạt được các loại kỳ ngộ, tiến cảnh thần tốc, có được thực lực khổng lồ cũng không lạ gì. Ngoại trừ thiếu đế này, mấy người khác đều không lọt vào mắt Lý Tranh Phong. Tiên La Quan lễ lần này, Lý Tranh Phong cũng không nghĩ tới, lại có thể đụng phải thiếu đế thần bí của hải ngoại thập phái này không thể tưởng được, ngay cả thiếu cung chủ của tiên đế cung cũng tới. Lý Tranh Phong nhìn Kim Vương Tôn, thản nhiên nói, mí mắt Lâm Hy nháy một cái, ánh mắt nhìn về phía Kim Vương Tôn không giống như trước nữa. Thiếu cung chủ tiên đế cung, thì ra là thế, Lâm Hy trong nội tâm nhẹ gật đầu, đối với hải ngoại thế giới, hắn biết rất ít, bất quá, một cái thiếu cung chủ cũng đủ để lộ ra thận phận hiển hách của người thanh niên màu da trắng nón, dung mạo tuấn Mỹ ở trước mặt này rồi. Ha ha, không thể tưởng được Lý Huynh cũng biết lậu danh của tại hạ. Kim Vương Tôn cười cười, đột nhiên dưới chân đi phía trước, có chút đạp nửa bước. Phanh, dưới chân chấn động, một cổ khí thức khổng lồ từ trên người Kim Vương Tôn bạo phát ra, chỉ thấy Kim Quang lập lè, một bộ pháp bào màu vàng hào quang lập lè, choàng ở trên người Kim Vương Tôn. Trên pháp bào màu vàng, bốn miếng đạo quả cực kỳ bắt mắt. Tứ quả Thánh Vương, hắn lại là tứ quả Thánh Vương. Tiên đế cũng rõ ràng có cao thủ như vậy trách không được hắn có thể xông vào trận chung kết cuối cùng nguyên căn bản không có hiển lộ ra bản lĩnh chính thức trên khán đài một mảnh kinh hô ngay khi kim vương tôn hiển lộ ra pháp bảo trên người đối với tiên đạo đệ tử ở lục địa thế giới là một loại trùng kích cực lớn cho tới nay hải ngoại thập phái được công nhận thực lực không kém nhưng nếu như so sánh với thập đại tông phái thì vẫn tranh lệch không nhỏ nhưng không nghĩ tới một gã đệ tử hải ngoại tuổi còn trẻ rõ ràng có tu vi như vậy cơ hồ có thể đánh đồng với đệ tử mạnh nhất của Tiên Đạo đại thế giới thứ nhất, đệ nhị tông phái rồi. Hải ngoại thế giới, lúc nào có đệ tử cường đại như vậy chứ? Đám người trong nội tâm đều âm thầm chấn động, Thánh Vương thập trọng đại viên mãn đại biểu cho luyện khí đỉnh phong, đối với hải ngoại tông phái mà nói, xuất hiện nhất quả Thánh Vương cũng đã cực kỳ khủng khiếp rồi, huống chi còn xuất hiện tứ quả Thánh Vương. Đối với đệ tử môn phái tiên đạo mà nói, muốn đạt tới luyện khí thập trọng cũng là chuyện cực kỳ chuyện khó khăn. Có người cuối cùng cả đời cũng không đạt được, mà ngay cả Lâm Hy, hiện giờ cũng chỉ có tu vi tiếp cận luyện khí tầng thứ bảy thôi. Trên khán đài, đệ tử hải ngoại thập phái nghe được tiếng kinh hô chung quanh cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Lần này tham gia quan lễ ở tiên la phái, hải ngoại thập phái có thể nói là đồng lòng trước nay chưa từng đó. Cũng chính vì hiệu quả như hiện giờ, lục địa thế giới rộng lớn vô biên, nhưng hải dương thế giới càng thêm vô biên vô hạn, còn bao la hơn cả lục địa chỉ có điều bởi vì tính đặc thù của hải dương nên hải ngoại thế giới một mực không giàu có đông đúc phồn vinh bằng lục địa địa vị của hải ngoại thập phái cũng xa không bằng lục địa thậm chí còn lộ ra xu thế biên duyên hóa di vong hóa hành động lần này của hải ngoại thập phá chính là vì thay đổi loại xu thế này mà thiếu đế cũng chính là nhân tố mấu chốt trong đó hải ngoại thế giới nhân khẩu tàn lụi xa xa không bằng đại lục hải ngoại thập phái chính là muốn mượn cơ hội tấn chức đại điển của tiên la phái để tăng lên ảnh hưởng ở tiên đạo đại thế giới từ đó có thể khiến các đệ tử có tư chất tốt nhưng lại không có môn phái để gia nhập có thể tiến đến hải ngoại gia nhập vào hải ngoại thập phái khiến thực lực của bọn họ được tăng cao hơn bất luận cuối cùng có thể đạt được trường sinh quả hay không lúc thiếu đế hiển lộ ra thực lực tứ quả thánh vương thì mục đích lần này đã đạt được rồi mà nếu như thiếu đế cuối cùng có thể đánh bại lâm hy và lý tranh phong vậy đó càng là một tin tức oanh động rung động toàn bộ tiên đạo đại thế giới, khiến cho mọi người đều phải lau mắt mà nhìn hải ngoại thập phái. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, ba người lâm hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương tôn tựa như ba ngôi sao lừng lẫy nhất, hào quang vạn trượng, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Lý Tranh Phong, Lâm Hy cũng không phải người kém thông minh. Lúc Kim Vương Tôn Hiển lộ ra tu vi chính thức, khiến cho hải ngoại thập phái hoan hô thì hai người cũng đã đã biết được mục đích của hải ngoại thập phái, từng người đều có chút nhíu mày hải ngoại thập phái muốn tăng lên danh vọng tông phái hai người cũng không phản đối nhưng nếu dùng cách đạp trên người bọn hắn thì sẽ không ai thích cả hừ lý tranh phong hừ lạnh một tiếng thanh danh đúng là hiển hách chỉ tiếc ta nghe thấy được hương vị đan dược quá nặng quả nhiên tiểu tông phái vẫn là tiểu tông phái những lời này chính là mỉa mai cảnh giới của kim vương tôn đều nhờ vào ăn đan dược mà có tu vi như lý tranh phong và lâm hy đã có thể cảm giác được rất nhiều thứ nhỏ nhặt rồi Tích lũy của Kim Vương Tôn không vững chắc bằng Lâm Hy, so sánh với Lý Tranh Phong cũng thiếu một cổ hương vị như thép như sắt, hiển nhiên trong quá trình cảnh giới tăng lên, chịu đựng không đủ, trụ cột có chút không đủ vững chắc. Cái này thường thường là do trong quá trình tu luyện quá ỷ vào vào ngoại vật. Ví dụ điển hình nhất chính là một ít tiên nhị đại xuất thân hiền hách, một đường đều lớn lên nhờ đan dược. Lý Tranh Phong phát giác được tâm tư của hải ngoại thập phái, lúc nói chuyện cũng không chút khách khí, hương vị chèn ép 10 phần. Lâm Hy chỉ cười cười, cũng không lên tiếng, Lý Tranh Phong rõ ràng biết rõ một ít chi tiết về Kim Vương Tôn, loại chuyện này có Lý Tranh Phong xuất đầu cũng đã đủ rồi, vào giờ này khác này, hai người thật ra đều đứng ở cùng một lập trường với nhau, tuy rằng, hai người căn bản không có ý tứ liên hợp. Cổ hương vị đan khí ở trên người Kim Vương Tôn lâm ghi đương nhiên cũng nghe thấy được. Bất quá, công bằng mà nói, cảnh giới của Kim Vương Tôn cũng không phải phù phiếm không chịu nổi như Lý Tranh Phong nói. So với luyện khí sĩ bình thường mà nói, trụ cột của Kim Vương Tôn đã phi thường vững chắc rồi, phương diện ý chí, tinh thần cũng tuyệt đối không kém. Dù sao, có thể trở thành truyền kỳ hải ngoại, tinh thần, ý chí và tư chất sao có thể kém được. chương 838, Khí vận lộc mã, lời của Lý Tranh Phong thật ra chỉ là so với loại thiên tài cấp độ như Lâm Hy và Lý Tranh Phong thôi. Kim Vương Tôn được thiên địa tạo hóa chiếu cố, trời sinh số mệnh dày đặc, cả đời nhất định sẽ gặp được vô số ngoại vật quý trọng, đan khí nặng cũng là chuyện tất nhiên nghe được lời mỉa mai của lý tranh phong sắc mặt kim vương tôn không khỏi biến hóa trong mắt xẹt qua một cổ tức giận bất quá vẫn nhịn lại thái nguyên cung là tiên đạo đệ nhất đại phái thực lực mạnh mẽ được cả tiên đạo đại thế giới công nhận kim vương tôn tuy rằng là đệ nhất cao thủ trong lớp trẻ hải ngoại nhưng bối cảnh song phương tranh lệch rất lớn lý tranh phong có thể nói hắn nhưng hắn không cách nào cãi lại chỉ trích thái nguyên cung được hừ lý tranh phong nhìn mặt mà nói chuyện hừ lạnh một tiếng đối với phản ứng của kim vương tôn cũng không chút nào ngoài ý muốn lúc tiên đạo tranh chấp liều đích không chỉ là thực lực của song phương mà còn là bối cảnh tông phái nữa lý tranh phong thân là đệ nhất cao thủ lớp trẻ của thái nguyên cung không phải người nào cũng có thể sánh được bất quá có thể trở thành tồn tại truyền kỳ trong đệ tử trẻ tuổi của hải ngoại thập phái kim vương tôn cũng có chỗ hơn người của hắn hắn mặc dù không cách nào so đấu thực lực tông phái với lý tranh phong nhưng rất nhanh trong nội tâm liền sinh ra một cổ ý niệm trả thù hắc hắc hai vị đạo huynh so đấu cạnh kỹ cũng là nhã sự đang ở trước mặt người trong thiên hạ chúng ta nếu như vì một miếng trường sinh quả mà hung hăng chém giết lẫn nhau sẽ không khỏi khiến người khác chê cười theo cách nhìn của tiểu đệ chúng ta sao không biến đổi quy tắc trận đấu tăng thêm chút ít tặng thưởng chứ kim vương tôn cười nói a hát lý tranh phong và lâm hy trong lòng đều khẽ động lông mày nhảy lên kim vương tôn vào lúc này đưa ra loại đề nghị này rõ ràng dụng tâm kín đáo tuyệt không đơn giản như hắn nói hai người lâm hy và lý tranh phong đều có chút nhíu mày trong nội tâm âm thầm suy tư không biết kim vương tôn có ý gì cùng lúc đó mọi người trên khán đài cũng ngừng hô hấp không ai nghĩ đến kim vương tôn trong trận chung kết cuối cùng lại nghĩ ra những thứ này nhưng người luôn luôn thích biến hóa mà không phải một mực không thay đổi cho nên lời của kim vương tôn cũng đồng thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người trên khán đài kim vương tôn đã phát chiêu tự nhiên sẽ không để cho Lý Tranh Phong và Lâm Hy suy nghĩ, hắn xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn về phía Lâm Hy, mỉm cười nói. Lâm Huynh, hơn 10 ngày trước, người và đệ tử hải ngoại thập phái chúng ta đã từng so đấu qua trong diễn vũ thính. Lúc đó có đánh bạc tặng thưởng, nghe nói Lâm Huynh thắng 330 miếng thuần dương tiên đan. Chỉ tiếc, lúc ấy ta vừa vặn không ở đó, bởi vậy phải bỏ lỡ. Hôm nay khó được gặp mặt ở đây, dùng sự khí khái của Lâm Huynh, đối với loại đề nghị nho nhỏ này sẽ không cự tuyệt đấy chứ. Kim Vương Tôn lúc trước đang so chiêu với Lý Tranh Phong, không ai ngờ rằng, hắn đột nhiên lại chuyển mồi lửa đốt tới trên người Lâm Hy. Người này, Lâm Hy nhắm mắt lại, đối với Kim Vương Tôn làm khó dễ, hắn cũng không suy nghĩ nữa. Kim Vương Tôn là người của hải ngoại thập phái, Lâm Hy đánh bại đệ tử hải ngoại thập phái trong diễn vũ thính của tiên la phái, hơn nữa còn kiếm được một khoảng đan dược trị giá hơn 3 ức giá trị công huân. Kim Vương Tôn là người của hải ngoại thập phái, một quyền này của Lâm Hy cũng tương đương với đã gián tiếp đánh vào mặt hắn. Kim Vương Tôn sẽ gây khó dễ với mình, Lâm Hy không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Có thể, Lâm Hy gác tay mà đứng, tay áo tung bay, không chút suy nghĩ, thản nhiên nói. Lời ban nãy của Kim Vương Tôn nhìn như đang hỏi thăm ý kiến hắn. Nhưng trên thực tế, là đang chào phúng hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Chỉ biết khi dễ đệ tử bên dưới của hải ngoại thập phái, lúc gặp phải cao thủ chân chính lại lùi bước giờ ở trước mặt nhiều người như vậy lâm hy không thể nào lùi bước được hơn nữa thần tiêu tông là thiên hạ đại phái địa vị hơn sa tiên đế cung lúc kim vương tôn nói ra lời này ở trường hợp này thì lâm hy cũng đã không có bao nhiêu sự lựa chọn rồi chỉ có thể đáp ứng ha 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 lâm huynh quả nhiên sảng khoái kim vương tôn nghe vậy nở nụ cười một bên sắc mặt lý tranh phong lại biến đổi lâm hy không biết rõ về kim vương tôn nhưng lý tranh phong lại rõ người này số mệnh sâu dày kỳ ngộ rất nhiều, bảo vật đạt được cũng không ít. Lý Tranh Phong cũng hiểu được, tiên đế cùng về mặt thực lực tông phái không có khả năng đánh đồng với Thái Nguyên, thần tiêu. Lời này của Kim Vương Tôn rõ ràng cho thấy tên kia đang muốn chèn ép bọn hắn ở mặt kỳ ngộ. Bất quá, Lâm Hy với thân phận đệ tử tiên đạo đệ nhị thần tiêu tông cũng đã đáp ứng, Lý Tranh Phong là đệ tử của tiên đạo đệ nhất Thái Nguyên cung không lý nào lại lùi bước. Như ngươi mong muốn, ngươi muốn đánh cuộc gì? Nói đi, Lý Tranh Phong nói, quả nhiên, kim vương tôn vẻ mặt vui vẻ nói tiếp chư vị hôm nay là ngày tốt của lạc anh sư tỷ tiên la phái lại tranh đoạt loại thiên địa thánh quả như trường sinh quả nếu xuất ra một ít đồ vật đê tiện thì thứ nhất là vũ nhục thân phận của chúng ta thứ hai cũng là vũ nhục tiên la phái không khỏi có chút bất nhã kim vương tôn dừng một chút nói bất quá nếu như lấy ra vật quá mức quý trọng cũng sẽ mất đi bổn ý bởi vậy tiểu đệ bất tài dâng lên một ít thứ lặt vặt không dùng đến trên người Lý Huynh và Lâm Huynh chỉ cần xuất ra vật có giá trị cùng loại là được. Như vậy, ba người chúng ta nếu ai thắng được, chẳng những có thể đạt được trường sinh quả, còn có thể đồng thời đạt được đồ vật trên người hai người khác. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Lâm Hy trầm mặc không nói, trong mắt hào quang chấp động, hắn lúc này cũng đã cảm giác ra chút gì đó. Chút đồ lặt vặt trong miệng Kim Vương Tôn chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Binh đến tướng ngăn, nước tới đắp đất, đất chặn, Lý Tranh Phong và tên Kim Vương Tôn này cũng không phải loại đơn giản gì bất quá không quản các người chơi hoa chiêu gì cũng chỉ có thể góp thêm một viên gạch làm dạng dỡ cho ta thôi trong lòng lâm hy hiện lên một ý niệm sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa lý huynh lâm huynh tại hạ bôi xấu trước hết dâng lên quả của mình quả nhiên kim vương tôn tay áo phất một cái thứ nguyên tiểu tiên đại trên người mở ra cái gì cũng chưa lấy ra liền nghe oanh một tiếng một mảnh bảo khí trùng thiên dâng lên mà ra ngay cả bầu trời của tiên la phái cũng phủ lên một lớp dáng hồng oanh Kim vương tôn khó khăn lắm mở miệng túi ra, đệ tử bình thường còn chưa kịp phản ứng thì trưởng lão các môn phái ở một bên đã cả kinh đứng lên. Ngũ khí trùng thiên, đây quả thực là một tiểu bảo khố, kẻ này rõ ràng lại có gặp gỡ như vậy. chương 839, Tụ Đan Đỉnh 1 Lúc này, ngay cả ma kiếm trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đình đài, không hề quan tâm đến trận đấu cũng không nhướng mày, bị cổ bảo khí phiến trùng thiên kia dọa cho chấn kinh. Lộc mã, tiểu tử này, rõ ràng có số mệnh như vậy ma kiếm trưởng lão là cường giả tiên đạo cảnh trận đấu luyện khí cảnh sao có thể cảm thấy hứng thú thẳng đến khi bị bảo khí của kim vương tôn kinh động thì mới nhịn không được mở ra thiên nhãn chỉ thấy trên đỉnh đầu kim vương tôn một đám mây mù mịt màu trắng mà ở trong đó thình lình hiện ra một thớt ma câu cao ba thước toàn thân ánh sáng trói lọi vô cùng lóng lánh trông rất sống động hắn lập tức liền chấn động dưới đời này đại bộ phận người số mệnh đều chỉ bình thường chỉ có số nhỏ người ngưng tụ thành vân hình nhưng lại như có như không, phiêu miểu bất định, có thể hình thành đám mây thực chất đã là trong vạn không một rồi. Còn nếu như có thể tiến thêm một bước, số mệnh ngưng tụ sẽ hiển hóa ra Tam vận phúc, Lộc, Thọ. Mã câu trên đỉnh đầu Kim Vương Tôn rõ ràng là Lộc Mã trong Tam vận phúc, Lộc, Thọ trong truyền thuyết. Loại người này, ngàn năm khó gặp, trong ức vạn người, mình mông không một. Người có được Lộc Mã người, cả đời kỳ ngộ không ngừng. Giống như Kim Vương Tôn vậy, được thiên địa yêu ái, bảo vật lấy được những người khác cả đời cũng khó mà tưởng tượng được. Bình thường người trong tiên đạo, cả đời có thể có một lần gặp gỡ, đã là thiên đại tạo hóa. Mà loại người như Kim Vương Tôn, miễn là còn sống, cả đời đều sẽ là các loại gặp gỡ. Hải ngoại thế giới tạo hóa thật lớn, rõ ràng có loại đệ tử này. Bất quá, chỉ có lộc mà không phúc, ngược lại thật đáng tiếc. Ma kiếm trưởng lão trong nội tâm thở dài nói, số mệnh đạt tới đỉnh phong, có ba loại lộ hiển hóa, theo thứ tự là phúc, lộc, thọ. Người đạt được phúc mã cả đời giao hữu rộng lớn, chi giao thiên hạ, xuôi gió xuôi nước, muốn cái gì được cái đó, thiếu cái gì được cái đó. Người như vậy, cả đời xuôi gió xuôi nước, cơ bản không sẽ gặp phải ngăn cản lớn gì. Bất quá, loại người này thường thường sẽ khiếm khuyết một chút tiên vật, bởi vì phúc khí quá vượng, ăn không được khổ, bởi vậy thực lực sẽ không quá cao. Người đạt được lộc mã, cũng như kim vương tôn vậy, trên người đều là bảo vật. Là thứ tốt nhất trong tam vật chỉ tiếc lộc mã nếu như không có chức phúc làm bạn thì cũng sẽ như những người khác vậy tuy rằng cuối cùng cũng tìm được bảo vật nhưng quá trình đều cửa tử nhất sinh cả nếu đụng phải đối thủ lợi hại cũng sẽ phải chết chỉ có điều người có được lộc mã phúc khí thường thường cũng sẽ không quá kém người bình thường căn bản không thể giết được phải là nhân vật vô cùng lợi hại mới có thể chém giết về phần thọ mã thường thường tuổi thọ kéo dài cả đời kỳ ngộ nhiều lần đạt được đồ vật tăng trưởng tuổi thọ hơn nữa trong định số đã có thiên địa phù hộ, rất khó giết chết hắn. Đây là giai đoạn thứ nhất của số mệnh đỉnh phong, người số mệnh quá dày thường thường sẽ bị thiên tật, cho nên ba loại số mệnh rất khó đồng thời xuất hiện trên thân một người. Nếu như nghịch chuyển thiên tật, tụ tập phúc, lộc, thọ, tam mã tình hành, thì sẽ đạt tới giai đoạn thứ hai của số mệnh đỉnh phong. Loại người này thường thường đều là người tôn quý nhất giữa thiên địa. Có được quyền thế vô biên, người như vậy mặc dù không cố gắng thì thành tựu kém cỏi nhất cũng là bá chủ một phương số mệnh nếu như lại thịnh thêm một bước sẽ đạt tới giai đoạn thứ ba của số mệnh đỉnh phong số mệnh như long hình thành long hình người như vậy là đỉnh phong một thời đại là thần thoại của tiên đảo nghe nói trên giai đoạn thứ ba còn có một loại tồn tại bất quá mà kiếm trưởng lão biết được cũng chỉ có thể thiên địa kỳ tài ba giai đoạn này trăm ngàn năm cũng khó xuất hiện một người có thể xuất hiện một tên kim vương tôn đã rất tốt rồi ông trong bảo khí đầy trời trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Kim Vương Tôn Quang ảnh giao thoa, hiện ra rất nhiều hư ảnh bảo vật. Kim Vương Tôn chỉ khẽ đảo bàn tay, lập tức từ trong đó lấy ra một kiện bảo vật. Hô, một đồ vật đen xì từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại bay ra ngoài, lơ lửng trong hư không. Mà Kim Vương Tôn vừa thu miệng túi lại thì bảo khí đầy trời cũng tán đi. Kim Vương Tôn thu thứ nguyên tiểu tiên đại lại, cũng không nói chuyện, tay kết pháp quyết, hư điểm một ngón tay về phía kiện đồ vật đen xì kia. Oanh, trong chớp mắt, kim quang đại thịnh tựa như bị kích thích vậy, một cổ tiên khí tựa như tấm lụa từ trong hư không tuôn ra, từ bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh chui vào trong kiện pháp khí hình đỉnh lớn chừng lư hương kia. Ông, chỉ thấy phần dưới của pháp khí hình đỉnh đen kịt kia, một chùm tia sáng bắn ra. Trong nháy mắt, bảy tám khỏa đan dược màu vàng từ phần dưới pháp khí bắn ra. Bá, kim vương tôn vươn tay, bảy tám khỏa đan dược kia lập tức rơi vào lòng bàn tay hắn. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trên khán đài, một gã tiên đạo đệ tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn không chung. Pháp khí ở tiên đạo đại thế giới đã thấy rất nhiều, nhưng chưa từng thấy qua pháp khí có thể tụ khí thành đan như thế bao giờ. Ở tiên đạo đại thế giới, đồ vật có thể tụ khí thành đan như thế ngoại trừ cường giả tiên đạo cảnh cảnh giới cực cao ra, trong ý thức của mọi người chỉ có một thứ là có thể làm được. Đó chính là tiên la thánh thụ, cái này, cái này, đây rốt cuộc là vật gì? Đệ tử tiên la phái đều sợ ngây người pháp khí mà Kim Vương Tôn lấy ra rõ ràng có được năng lực chỉ đại tiên la thụ mới có. Tới một mức độ nào đó, cái này cũng tương đương với một cây tiểu tiên la thụ phiên bản luyện khí sĩ. Pháp khí như vậy, có thể liên tục không ngừng thu nạp chu thiên tiên khí, tụ tập thành đan. Đối với người trong tiên đạo mà nói, tương đương với có được một cây tiểu tiên la thụ cỡ nhỏ miễn phí để sản xuất đan dược cho mình. Có thể nghĩ, đối với luyện khí sĩ mà nói, loại bảo vật này chân quý đến cỡ nào. Tất cả mọi người bị kiện pháp khí Kim Vương Tôn lấy ra dọa cho sợ ngây người. "Tụ Đan Đỉnh, đây là Tụ Đan Đỉnh." Một hồi kinh hô hồ từ trong đám người truyền đến, trong trận doanh Đế Cực Tông, tông phái trưởng lão hai vai gầy nhìn pháp khí hình đỉnh trên không trung, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào kinh hô. Kiến thức của trưởng lão hơn xa đệ tử bình thường, pháp khí mà Kim Vương Tôn lấy ra rõ ràng là một loại đặc tụ pháp khí cực kỳ hiếm thấy được lưu truyền từ thời đại thượng cổ đến đây, "Tụ Đan Đỉnh." Nghe nói đây là một loại đan đỉnh dung hợp quy tắc chi lực, ngẫu nhiên tế luyện ra. Một ít đại tông phái dùng loại vật này để bồi dưỡng đệ tử được coi trọng, thay thế đạo căn, thu nạp chu thiên hư không tiên khí. Chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể có được loại đái ngộ này. Mặc dù đối với tông phái thượng cổ mà nói, đây cũng là đồ vật cực kỳ hiếm có. Chương 840, tụ đan đỉnh 2, cho nên tụ đan đỉnh thường thường không phải ban cho người nào đó, mà là tông phái đời đời truyền thừa dùng để nhiều đời bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất nhất. Thường thường một gã đệ tử tiến vào tiên đạo cảnh, sẽ giao cho đệ tử khác, tiếp tục bồi dưỡng nhân tài. Trong truyền thuyết, thời đại thượng cổ tổng cộng cũng chỉ có 12 kiện tụ đan đỉnh, đối ứng với 12 đại tông phái. Về sau, tông phái đại chiến, những tụ đan đỉnh này hơn phân nửa đều bị phá hủy, còn lại giải rác mấy cái, cũng biến mất vô tung. Chìm nhìm trong dòng sông dài lịch sử, trở thành truyền thuyết. Ở tiên đạo đại thế giới, chỉ có giải rác mấy tông phái có ghi lại chuyện này. Đồ vật vốn cho rằng đã triệt để biến mất, không nghĩ tới rõ ràng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, còn ở trong tay một tên đệ tử hải ngoại. Càng khiến người khiếp sợ chính là, loại vật chân quý này, rõ ràng bị hắn lấy ra làm tặng thưởng đánh bạc. Phí mất của trời, thật là phí mất của trời a hát. Nếu như là đệ tử của ta, cầm loại này bảo vật đi ra, ta đã trực tiếp đánh chết rồi. Một tên trưởng lão khác lắc đầu không thôi, vẻ mặt đau lòng cũng may là đệ tử hải ngoại thập phái không phải môn hạ mình bằng không sẽ phải thức chết đau lòng đến chết mất ha ha kim vương tôn nghe được thanh âm chung quanh cũng không thèm để ý chút nào thanh âm vô cùng đau đớn của một gã trưởng lão tông phái chỉ làm tăng thêm tiến vốn để tự ngạo trong lòng hắn lý huynh lâm huynh sao hả ta lấy cái tụ đan đỉnh này làm tặng thưởng góp chút náo nhiệt chỉ cần các ngươi có thể thắng được ta không chỉ trường sinh quả mà ngay cả tòa tụ đan đỉnh này của ta cũng sẽ thuộc về các ngươi Kim Vương Tôn nhìn lướt qua Lý Tranh Phong và Lâm Hy, cười nói. Chỉ là chút đồ vật, không đáng để mọi người quan tâm. Lý Huynh, Lâm Huynh, hiện giờ đến phiên các ngươi rồi. Ý tứ mỉa mai trong lời nói không cần nói cũng biết. Luận xuất thân bối cảnh, Kim Vương Tôn không bằng với Lý Tranh Phong và Lâm Hy, nhưng luận số mệnh nồng hậu dày đặc, bảo vật nhiều. Một Kim Vương Tôn đủ để khinh thường Lý Tranh Phong và Lâm Hy rồi. Lý Tranh Phong và Lâm Hy liếc nhìn nhau, trong nội tâm đều âm thầm chấn động những lời trước của kim vương tôn chỉ là lời nói nhảm câu nói kế tiếp mới chính là thứ hắn muốn nói một kiện tụ đan đỉnh giá trị liên thành xa vượt xa tuyệt phẩm pháp khí tới một mức độ nào đó tác dụng đối với luyện khí sĩ cơ hồ tương đương với một kiện tiên khí cấp thấp nhưng luận trình độ hiếm có so với tiên khí còn chân quý hơn nhiều đang ở trước mặt các môn các phái trong thiên hạ lâm hy và lý tranh phong là đệ tử của tiên đạo đại phái nếu không cầm ra được đồ vật có giá trị tương ứng Kim Vương Tôn chẳng những có thể lấy lại tụ đan đỉnh của mình mà còn có thể ở trước mặt người trong thiên hạ cười nhạo hai người, cùng với tông phái sau lưng hai người nữa. Bị một tên đệ tử hải ngoại tài đại khí thô ở trước mặt người trong thiên hạ cười nhạo mình xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, cái này chính là vẽ mặt trắng trợn. Về sau, chuyện này cũng có thể trở thành đề tài để hải ngoại tông phái cười nhạo thập đại tông phái. Dù hai người trở lại tông phái, chỉ sợ cũng mất hết mặt mũi, bị tông phái trách cứ, bị đồng môn chỗ căm hận, đây là so đấu thực lực ở phương diện khác tên đáng chết này trong mắt lý tranh phong hiện lên một tia hào quang hung ác hắn từ lúc kim vương tôn đưa ra đề nghị đã biết rõ không đúng trong hồ sơ của thái nguyên cung ghi chép về kim vương tôn là tên thiếu đế thanh danh hiển hách ở hải ngoại tràn đầy kỳ ngộ bảo vật rất nhiều tài vận nổi tiếng lý tranh phong tuy rằng là đệ tử thái nguyên cung nhưng cũng không có số mệnh dày như tên thiếu đế này đệ tử thái nguyên cung cũng không có nghĩa là thái nguyên cung đấu tài lực đấu bảo vật với người này, không khác gì dùng ngắn đấu dài. Nghĩ tới đây, Lý Tranh Phong không khỏi hung hăng chừng Lâm Hy. Nếu không phải người này đáp ứng thì sao có loại chuyện này chứ? Khiến cho hiện tại phải xấu hổ như vậy. Đối với ánh mắt hung hăng của Lý Tranh Phong, Lâm Hy coi như nhìn như không thấy. Ta và người cũng không phải thân thích, người nghĩ như thế nào, đâu liên quan gì tới ta chứ? Quả nhiên, người có thể đạt tới thập trọng đại viên mãn, cũng không phải nhân vật đơn giản, Lâm Hy liếc nhìn Kim Vương Tôn thật sâu, không thể không thừa nhận, chiêu này của Kim Vương Tôn quả thật rất cao, đã tạo thành cho Lâm Hy một chút phiền toái. Đúng vậy, chính là phiền toái, tụ đan đỉnh quả thực cực kỳ chân quý, căn bản không phải đệ tử luyện khí cảnh tầm thường có thể lấy ra. Coi như là Hải Thánh Vương cũng không nhất định có được đồ vật tương đương. Bất quá, Kim Vương Tôn nếu như cho rằng dựa vào cái này là có thể hung hăng nhục nhã hắn, vậy thì sai 10 phần rồi. Luận bảo vật Lâm Hy quả thực không nhiều như vậy, số mệnh cũng không biến thái như hắn. Nhưng Lâm Hy người này, cho tới bây giờ cũng không phải dựa vào tầm bảo để phát tài. Hắn dựa vào chính là sát nhân cướp hàng, ai là địch với ta, ta giết kẻ ấy. Người đã chết, đồ vật tự nhiên thuộc về mình rồi. Đánh chết nhiều đối thủ như vậy, trên người luôn sẽ có một hai vật không tệ. Lâm Hy thầm suy nghĩ, tụ đan đỉnh quả thực cực kỳ chân quý, có rất ít thứ có thể so sánh, bất quá, trên người hắn lại trùng hợp có một món đồ như vậy. Sao hả, Lý Huynh, Lâm huynh, các ngươi chuẩn lấy ra thứ gì xem như tặng thưởng thế?" Thanh âm của Kim Vương Tôn lại vang bên tai hai người, mang theo một tia hương vị mỉa mai. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, đệ tử thập đại tông phái đều trầm mặc, mà đệ tử hải ngoại thập phái thì vẻ mặt hưng phấn. Về phần người của tứ đại hoàng triều và tất cả đại tông phái, cùng với đám tán tu nhìn như muốn xem trò vui. Chuyện này phát triển đến một bước này, đã không có quan hệ gì đến bọn hắn nữa, mặc kệ ai thắng ai bại đều giống nhau cả tụ đan đỉnh, bảo vật thật tốt ha. À. Xem ra trước kia, ánh mắt quá ngắn, chỉ đặt ở trên người thập đại tông phái. Thật sự xem nhẹ hải ngoại thập phái rồi. Một gã tán tu thầm nghĩ trong lòng, lúc này không ai dám ồn ào, chuyện liên quan đến tiên đạo đại phái đệ nhất, đệ nhị đương thời, không thể không thận trọng. Lâm Hy không nói gì, lẳng lặng nhìn Lý Tranh Phong. Theo như trình tự, sau khi Lý Tranh Phong xuất ra tặng thưởng mới đến phiên hắn. Lâm Hy, nếu có thể thì tận lực cướp lấy kiện tụ đan đỉnh kia đi một hồi thanh âm như mũi kêu đột nhiên vang lên bên tai ma kiếm trưởng lão lâm hy trong nội tâm khẽ nhúc nhích có chút ngoài ý muốn ma kiếm trưởng lão một thân áo đen ngồi ngay ngắn trong đình đài bờ môi cơ hồ không thấy nhúc nhích tiểu tử tiên đế cung này không nhìn được hàng lấy đồ vật này ra đánh bạc đây cơ hồ chính là một tiên la thụ cỡ nhỏ luyện khí sĩ có loại vật này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp bội là vật báu vô giá đối với đệ tử luyện khí cảnh mà nói nó còn thực dụng hơn cả tiên khí. chương 841, Thượng Cổ Lôi Long Huyết Thống Dừng một chút, mà kiếm trưởng lão nói, Để tử luyện khí cảnh có mấy người dùng được tiên khí. Nhưng có tụ đan đỉnh này, tương lai đột phá tiên đạo cảnh cũng không có vấn đề. Ta thấy người tích lũy hùng hậu, gấp 10 lần tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu như có thể cướp lấy tụ đan đỉnh này, ngày sau lúc đột phá cảnh giới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A lâm hy hô nhỏ một tiếng, rốt cục tâm động. Trưởng lão, tụ đan đỉnh này thật sự lợi hại như vậy sao? Tụ đan đỉnh có năng lực tụ khí thành đan còn chưa nói đến, nếu như có thể giúp trợ mình đột phá cảnh giới bích lũy, vậy thì nó trọng yếu hơn bất cứ vật nào khác. Lâm Hy chỉ nhìn ra tụ đan đỉnh này rất chân quý, rất lợi hại, lại không nghĩ rằng có thể trợ giúp vấn đề tích lũy vô cùng hùng hậu của mình. Tu luyện tới một bước này, Lâm Hy muốn đột phá cảnh giới phải hơn gấp 10 lần thường nhân. Tụ đan đỉnh nếu có loại năng lực này, vậy thì Lâm Hy hoàn toàn không cách nào chống lại được cả. Đợi sau khi ngươi đạt được sẽ biết." Ma kiếm trưởng lão khẳng định nói. "Đúng rồi, ngươi có thể lấy ra được vật tốt hơn không? Nếu như không thể thì, ta có thể giúp ngươi. Cái này là cố nhân chi tình." Ma kiếm trưởng lão giao hảo với chấp pháp trưởng lão. Hôm nay Hình Tuấn Thần không ở đây, Ma kiếm trưởng lão đã hoàn toàn xem Lâm Hy như đệ tử của mình rồi. Thậm chí còn thay hắn ra đưa ra vật đánh bạc nữa. "Sư bá, không cần." Lâm Hy cúi đầu hơi trầm tư, sau đó bất động thanh sắc lắc đầu đồ vật dùng để đánh bạc ta còn có thể xuất ra a à hát ma kiếm trưởng lão nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn lâm hy tụ đan đỉnh cực kỳ hiếm có giá trị không thấp đừng nói là bảo vật ngang nhau dù chỉ tiếp cận thôi cũng không phải một đệ tử luyện khí cảnh có thể lấy ra được ma kiếm trưởng lão tuy rằng trong nội tâm ngoài ý muốn bất quá lâm hy đã nói mình có hắn cũng, cũng không muốn nói nhiều nữa nhẹ gật đầu trầm mặc không nói đối thoại như vậy cũng diễn ra ở một bên khác truyền âm đối thoại giữa lý tranh phong và thái nguyên cung trưởng lão tựa hồ cũng đã xong tranh phong đánh bạc với người khác sao có thể ngay cả thứ nguyên tiểu tiên đại của mình cũng quên mang theo đón lấy bên cạnh khán đài trong đình đài thái nguyên cung trưởng lão dâu tóc bạc trắng đứng dậy quát to một tiếng thủ đoạn ném đi trước mắt bao người ném tới một kiện thứ nguyên tiểu tiên đại vàng trói lý tranh phong chụp lấy vào tay hèn hà hèn hà rõ ràng dùng loại phương thức này lừa gạt ai chứ Đệ tử hải ngoại thập phái trên khán đài nhao nhao mắng to. Tiên đạo đại thế giới có ai sẽ đặt thứ nguyên tiểu tiên đại mà mình luyện hóa lên trên người người khác chứ? Xem đây là túi gạo, lương thực sao? Còn có thể để quên, đây rõ ràng là coi tất cả mọi người là kẻ đần mà. Mà ngay cả người trong các đại tông phái cũng không khỏi không cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hổ thẹn. Tụ đan đỉnh cũng tương đương với một cây tiểu tiên la thụ, trình độ quý trọng có thể nghĩ thập đại tông phái cũng cũng không phải không thể lấy ra vật nào sánh bằng, trên thực tế, vật giá trị cao hơn tụ đan đỉnh cũng có. Nhưng cái này cũng không phải đệ tử luyện khí cảnh có thể có được. Loại thủ pháp này của Thái Nguyên Cung quả thật có chút cảm giác bị tai mà đi trộm chuông, lừa mình dối người. Bất quá không ai có thể lấy ra chứng cớ, chứng minh thứ này không phải của Lý Tranh Phong. Hơn nữa, Lý Tranh Phong chỉ cần xuất ra đặt cược thì sẽ hoàn thành ước định, không ai nói gì được cả. Đối với náo loạn của hải ngoại thập phái, trưởng lão Thái Nguyên Cung cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn qua. Trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, u ám, như lưỡi đao vậy. Bị ánh mắt hàn uy hiếp, trong đình đài lập tức im ắng hơn nhiều. Đệ tử hải ngoại thập phái cũng không làm ẩm ý nữa. Thái Nguyên Cung cũng không phải không nói đạo lý, chỉ có điều, lúc phân rõ phải trái không nhiều bằng lúc không nói đạo lý thôi. Trong đấu trường, trên mặt Lý Tranh phong lộ ra vẻ tươi cười. Hừ, nếu ngươi đã gấp gáp muốn đưa tụ đan đỉnh cho ta như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Tâm hắn niệm vừa động, một cổ chân khí đưa vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại, trong thời gian ngắn đã luyện hóa được cái thứ nguyên tiểu tiên đại này. Sau đó dựa theo lời trưởng lão Tông Phái nói lúc trước, ống tay áo chấn động, liền từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra mấy đồ vật. Bá, vốn là hai viên lớn màu hổ phách, sau đó là 11 miếng đại đan màu xanh lá, tràn ngập hương vị ất mộc nồng hậu dày đặc. Lý tranh phong áo bảo bay lên, rũ ra một cổ chân khí vô hình, như nước bao phủ những đồ vật này lại. Đây là thượng cổ huyết thống, một hồi tiếng kinh hô từ bên sân truyền đến. Trong hàng đệ tử tiên đạo cũng có không ít người biết hàng. Đây là một quả thượng cổ tuyết ly huyết thống, còn có một quả thượng cổ lôi long huyết thống. Lý Tranh Phong nhìn qua bốn phía, ngạo nghễ nói: "Thượng cổ huyết thống, tác dụng đối với luyện khí sĩ, không cần nói cũng biết. Tuyết ly là một loại long, đầu tuyết ly không lâu trước bổn môn bắt được từ trong một không gian cực hàn. Về phần lôi long huyết thống, Hắc, hắc, giá trị còn trên cả tuyết ly huyết thống. Bất quá, ta vẫn cùng lấy ra, Lý Tranh Phong nói đến chỗ này liền cười lạnh nhìn Lâm Hy. Hắn và trưởng lão thương lượng, vốn muốn lấy ra một quả hỏa hệ thượng cổ huyết thống và một quả thủy hệ thượng cổ huyết thống để đánh cược. Vừa vặn gom góp một thủy một hỏa, nhưng biểu hiện lúc trước của Lâm Hy vẫn còn đó, đồ ngốc mới xuất ra hai loại thượng cổ huyết thống thủy, hỏa. Nếu để cho Lâm Hy đến tay, đó không phải là trợ giúp hắn tăng lên uy lực của thủy hỏa đại pháp sao? kẻ đần mới làm ra loại chuyện này. Lý Tranh Phong và trưởng lão vừa thương lược, trực tiếp đổi thượng cổ huyết thống hỏa hệ thành thượng cổ lôi long huyết thống cao cấp hơn. Thượng cổ lôi long huyết thống rất hiếm có, hơn nữa còn là thượng cổ huyết thống cao cấp, vốn không thể lấy ra để đánh bạc, nhưng là trung quy vẫn tốt hơn so với đồng thời cho lâm hy hỏa hệ thượng cổ huyết thống và thủy hệ thượng cổ huyết thống. Thượng cổ lôi long huyết thống, thật là thượng cổ lôi long huyết thống, lôi hệ thượng cổ huyết thống duy nhất còn lại trong toàn bộ tiên đạo đại thế giới, Thái Nguyên Cung rõ ràng lấy ra để đánh cược. Một quả tuyết ly thượng cổ huyết thống, muốn so sánh với tụ đan đỉnh, còn có chút miễn cưỡng. Nhưng tăng thêm thượng cổ lôi long huyết thống thì không giống nữa. Mặc dù là đặt trong ngũ hệ thượng cổ huyết thống thì đây cũng là thượng cổ huyết thống cực kỳ cường đại. Thượng cổ lôi long huyết thống, Thái Nguyên Cung quả thật đã hạ vốn gốc A. Hừ, đừng ngu ngốc như vậy, lôi long huyết thống, trông thì ngon nhưng không dùng được. Bây giờ còn có bao nhiêu người tu luyện công pháp lôi hệ nữa? chương 842, tiểu động thiên pháp khí 1. Đúng vậy, tiên đạo đại thế giới căn bản không có công pháp lôi hệ cường đại nào. Thái Nguyên cung rõ ràng không hề thành tâm, xuất ra loại vật này trông thì ngon nhưng không dùng được. Trách không được bọn hắn nguyện ý xuất ra hai loại thượng cổ huyết thống. Vô sỉ, thật sự đủ vô sỉ, lấy một quả thượng cổ huyết thống không thể dùng, cái này cũng quá bị ổi rồi. Mọi người nhìn qua hai quả lực lượng huyết thống như hổ phách kia, nghị luận nhau nhau, mỉa mai không thôi. Lôi hệ công pháp được công nhận cường đại, nhưng cũng chỉ là ở luyện khí cảnh thôi. Đến tiên đạo cảnh, căn bản không nghe nói qua Lôi hệ công pháp cường đại nào cả. Hơn nữa công pháp hệ này rất khó tu luyện, Thái Nguyên công xuất ra loại vật này, rõ ràng không có thành ý. Ti, Lâm Hy hít sâu một hơi, trong tai hoàn toàn nghe không được thanh âm của những người khác. Mí mắt hắn nhảy lên, không thể tin nhìn hai quả thượng cổ huyết thống bị phong ấn kia. Trong chân khí của Lý Tranh Phong, quả bên trái như hổ phách trong suốt, trong đó tuyết xương đầy trời như tinh thần giải trong đó mà ở trung ương hồ phách một giọt tuyết trắng lơ lửng trong đó ẩn ẩn hình thành hình dạng một đầu tiểu long như tuyết như xương đầu tiểu long do tinh huyết hình thành này chỉ liếc qua thôi cũng có thể khiến người cảm giác lực lượng băng hàn tận xương cốt có thể nghĩ lực lượng của giọt thượng cổ tuyết ly tinh huyết này không nhỏ thượng cổ huyết thống băng hệ như nếu như dung hợp với băng hoàng chân khí của lâm hy tuyệt đối có thể tăng lên uy lực rất nhiều bất quá Lâm Hy để ý không phải cái này, mà là cái bên cạnh. Ti, không thể tưởng được, thật có thể nhìn thấy thượng cổ lôi long huyết thống. Lâm Hy trong mắt tinh mang lập lệ, tất cả lực chú ý đều tập trung vào thượng cổ lôi long huyết thống trong tay Lý Tranh Phong. Lúc trước sau khi đạt được quán quân tinh túc bảng trên thần Tiêu Sơn, Lâm Hy đã hỏi thăm thần Tiêu Tông Phó trưởng Môn, tiên đạo đại thế giới có lôi hệ huyết thống không, lời của Phó trưởng Môn lúc đó lần nữa vang lên bên tai. Theo ta được biết, trước mắt chỉ có trong Thái Nguyên Cung là còn một giọt, thượng cổ lôi long huyết thống duy nhất. Hơn nữa, bởi vì công pháp lôi hệ rất ít, cho nên giọt, thượng cổ lôi long huyết thống kia trước này đều gác xó, không ai sử dụng. Thanh âm ù ù, giống như mới chỉ hôm qua vậy. Lâm Hy chưa từng hy vọng mình có thể lấy được thượng cổ lôi long huyết thống từ trong tay Thái Nguyên Cung. Nhưng tạo hóa luôn thần kỳ như vậy, Lý Tranh Phong rõ ràng lấy ra thượng cổ lôi long huyết thống mà có mơ Lâm Hy cũng muốn có. Giọt lôi long tinh huyết này đối với người khác có lẽ không dùng được, lấy được cũng không dùng được nhưng đối với lâm hy mà nói chính là loại lực lượng huyết thống thích hợp nhất với lôi công đại pháp của hắn thượng cổ lôi long tinh huyết ta nhất định phải đạt được lâm hy hung hăng nắm chặt bàn tay trong mắt hiện lên một tia hào quang sáng như tuyết lôi hệ thượng cổ huyết thống thật sự là rất khó tìm lâm hy trong nội tâm dục dịch hoàn toàn không cách nào kháng cự sự hấp dẫn của giọt thượng cổ lôi long huyết thống kia lý tranh phong tự cho là lấy ra một giọt huyết thống lực lượng giá trị cực lớn nhưng không có tác dụng phá hủy thủy hỏa xong huyết thống của Lâm Hy, tránh cho thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy bởi vậy mà uy lực bành trướng. Nhưng hắn lại không biết, hắn tuy rằng đã thu lại hỏa hệ thượng cổ huyết thống, nhưng lại cấp ra một một quả thượng cổ lôi long huyết thống càng có giá trị hơn nữa. Đây là chuyện mà Lý Tranh Phong không ngờ đến, lôi công đại pháp của Lâm Hy rất ít khi sử dụng, giết địch, nghênh địch đều là liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp, bởi vậy cơ hồ không ai biết rõ hắn còn một môn tuyệt học lôi hệ cường đại như vậy cả lý tranh phong người này tâm tư xảo trá tạm thời vẫn không thể để cho hắn biết chuyện trên người của ta có lôi công đại pháp được lâm hy cố tự chấn định tâm thần khiến ánh mắt của mình tận lực né tránh quả thượng cổ lôi long tinh huyết kia sợ bị lý tranh phong nhìn ra khác thường hiện giờ đặt cược của tam phương còn chưa hoàn toàn xác định lý tranh phong muốn đổi ý thì vẫn còn kịp hừ lý tranh phong trong nội tâm hừ lạnh một tiếng hắn đặc biệt đổi thành một quả thủy hệ đấy một quả lôi hệ chính là để chơi lâm hy đấy cho nên đối với thần sắc của Lâm Hy vẫn luôn một mực lưu ý. Biểu hiện lúc trước của Lâm Hy lọt vào mắt Lý Tranh Phong, hắn chỉ cảm thấy Lâm Hy đối với việc này rất phẫn nộ. Với tư cách là tông phái đối địch, sự phẫn nộ của Lâm Hy cũng chỉ khiến hắn càng thêm đắc ý, mà không nghĩ đến các mặt khác. Ngoại trừ hai quả thượng cổ huyết thống, chỗ ta còn có 11 viên thuốc. Lý Tranh Phong tâm niệm vừa động, thu hồi ánh mắt, tay trái chỉ 11 hạt đan dược bích lục lơ lửng dưới hai quả hồ phách, thanh âm to lớn vang vọng tứ phương. Đây là năm miếng, ngũ tạng đan, và, lục phủ đan, mà Thái Nguyên cung chúng ta tốn hào mấy mươi vạn cân thảo dược, do trưởng lão tự mình động thủ luyện chế. Mọi người đều biết, ngũ tạng lục phủ rất cường khó hóa. Mà khi uống vào 11 hạt đan dược này liền có thể triệt để tẩy rửa ngũ tạng lục phủ, cường hóa khí quan bên trong, tăng lên thực lực và tiềm lực của luyện khí sĩ. 11 miếng đan dược đặc thù này luyện chế khó khăn, ta không nói, mọi người cũng biết. Nếu như bán ra bên ngoài, ít nhất cũng là một nghìn vạn giá trị công hơn một quả. Đương nhiên, sự chân quý của loại vật này ở chỗ nó rất hiếm có, không phải cứ có tiền là mua được. Trừ thái nguyên cung chúng ta ra, không còn ai có thể luyện chế được 11 miếng ngũ tạng lục phủ đan này nữa. Thanh âm lý tranh phong ù ù, vang vọng khắp toàn bộ trường đấu trường, hắn không che giấu sự kiêu ngạo của mình chút nào cả. Là tiên đạo đại phái đệ nhất, thái nguyên cung quả thật có chút đặc biệt, có rất nhiều thứ ngoại giới không có ngũ tạng lục phủ đan chính là một thứ trong số đó. Đan phương này được truyền thừa từ thượng cổ, chỉ có Thái Nguyên Cung có bí phương truyền thừa nguyên vẹn. Ngoại giới mặc dù có, cũng chỉ là một hai phần mười, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa hiệu quả cũng không lợi hại như vậy. 11 miếng ngũ tạng lục phủ đan, giá trị của nó không dưới 100 triệu 1 nghìn vạn giá trị công huân. Đây là một loại đan dược đặc thù, giá trị không hề thấp. Lý Tranh Phong sở dĩ sau khi xuất ra thượng cổ tuyết ly huyết thống và thượng cổ lôi long huyết thống lại lấy ra 11 miếng ngũ tạng đan, lục phủ đan này chính là đền đền bù vấn đề của thượng cổ lôi long huyết thống. Mọi người đều biết, thượng cổ lôi long huyết thống là thuộc về một loại lực lượng huyết thống có hoa không quả, điểm này Thái Nguyên Cung rõ ràng, những tông phái khác cũng rõ ràng. Đang ở trước mặt người trong thiên hạ, Thái Nguyên Cung Trung Quy vẫn phải giữ chút thể diện. Cho nên, có 11 miếng ngũ tạng lục phủ đan này cũng đủ để bịt miệng mọi người rồi chương 843, tiểu động thiên pháp khí 2. Hiệu quả rất rõ ràng, sau khi Lý Tranh Phong báo ra hai quả thượng cổ tinh huyết và 11 miếng ngũ tạng lục phủ đan thì mọi người lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đều tập trung vào đồ vật mà Lý Tranh Phong đưa ra. 13 kiện đồ vật này, mỗi loại giá trị bất phàm. Đều đệ tử thiên tài của các thế lực, nhưng muốn bọn hắn xuất ra những vật này, bọn hắn cũng không xuất ra được. Thực không hỗ là Thái Nguyên Cung, những vật này cho dù so ra còn kém trường sinh quả, nhưng cũng kém không xa. Một gã tiên đạo đệ tử thì thào tự nói, trường sinh quả sau khi dùng vào, có thể tăng trưởng ngàn năm tuổi thọ, giá trị phi thường to lớn. Thượng cổ huyết thống và đan dược mà Lý Tranh Phong lấy ra, cho dù so ra kém, nhưng cũng chỉ kém một cấp độ thôi. Đáng tiếc a -Hát, bảo vật như vậy, cũng không có phần của chúng ta. Một gã tiên đạo đệ tử ánh mắt lập lè, trong mắt một mảnh khát vọng. Mặc kệ trường sinh quả, hay là thượng cổ huyết thống, cũng không phải phàm phẩm, duy nhất có thể cạnh tranh chỉ có ba người bọn họ thôi. Sao hả, những vật này có thể đặt cược được chứ? Lý tranh phong ánh mắt đảo qua bốn phía, thu phản ứng mọi người vào mắt, sau đó nhìn nhìn Kim Vương Tôn. Hắn là người đầu tiên xuất ra tặng thưởng, tụ đan đỉnh cơ hồ sánh được với một cây tiểu tiên la thụ, giá trị thật lớn. Chỉ có Kim Vương Tôn gật đầu thì những thứ hắn xuất ra mới xem như hợp lệ. Kim Vương Tôn nhìn qua đồ vật bên người Lý Tranh Phong, cười cười. Đúng vậy, hai quả thượng cổ huyết thống, cộng thêm 11 miếng tạng phủ đan, quả thật là đồ vật cực kỳ hiếm có đều là thứ mà tiên đạo đệ tử muốn cả bất quá người chỉ sợ phải tăng thêm ít đan dược nữa mới được lý tranh phong nghe được mấy lời này ngược lại thở dài một hơi chỉ cần là vấn đề đan dược có thể giải quyết vậy cũng không coi là vấn đề nữa là đệ nhất nhân lớp trẻ của tiên đạo đệ nhất đại phái đan dược không hề thiếu cùng lắm thì bán vài món pháp khí là được mấu chốt nhất chính là kim vương tôn gật đầu cảm thấy những đặt cược này vượt qua kiểm tra, vậy là đủ rồi. Tốt, ta ra lại đặt thêm đan dược giá 100 triệu giá trị công huân tông phái. Như vậy được rồi chứ? Lý Tranh Phong phi thường sảng khoái, mở miệng đã là đan dược giá 100 triệu giá trị công huân. Cái này cũng chỉ có Thái Nguyên cung mới có loại khí phách này. Có thể, Kim Vương Tôn nhẹ gật đầu, công bằng mà nói, những thứ mà Lý Tranh Phong xuất ra so ra vẫn kém tụ đan đỉnh một chút, bất quá, bổn ý của Kim Vương Tôn cũng không ở đây mục đích của hắn chỉ là muốn chơi hai người một vố. Đồng thời, bức hai người xuất huyết nhiều một phen, tụ đan đỉnh tuy rằng chân quý, nhưng trên người kim vương tôn, vật có giá trị như vậy còn có ba bốn kiện. Cũng không khó khăn như Lý Tranh Phong và Lâm Hy, nếu như ở phương diện đặt cược làm khó dễ quá mức, cuối cùng đổ ước hết hiệu lực, ngược lại không hay. Cái này không phù hợp với bổn ý của Kim Vương Tôn. Sau khi Kim Vương Tôn gật đầu, toàn bộ hội trường, trong tích tắc liền trống rỗng. Sau đó bỗng nhiên, bốn phương tám hướng áp lực đại trướng ngàn vạn ánh mắt đều nhìn về phía đạo nhân ảnh cuối cùng trên đấu trường lâm hy tốt rồi lâm hy đến phiên ngươi lý tranh phong hừ nhẹ một tiếng đưa mắt nhìn sang trên người lâm hy kim vương tôn ở một bên chỉ cười cười lâm huynh đến ngươi rồi trên hội trường hoàn toàn yên tĩnh loại yên tĩnh không tiếng động này so với âm thanh ồn ào càng thêm áp lực hơn nhiều là người cuối cùng mọi người trong tiềm thức sẽ lấy vật mà Lâm Nghi lấy ra so sánh với vật của Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn, bởi vậy sẽ càng thêm hà khắc, đối với Lâm Nghi cũng càng thêm bất lợi. Ở trước mắt công chúng, trong lòng mỗi người đều có một cán cân, đặt cược mà Lâm Nghi lấy ra trong lúc vô hình cũng sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của mọi người đối với Thần Tiêu Tông. Đây là một hồi so đấu thực lực tổng hợp, ở trường hợp này, Lý Tranh Phong và Lâm Nghi đại biểu không còn là cá nhân nữa, mà tông phái của mình. Lâm huynh, nếu ngươi cũng có vật gì đó đặt ở chỗ Ma Kiếm trưởng lão, hoặc là sư huynh bổn môn thì hiện giờ có thể đi lấy lại thanh âm kim vương tôn vang lên giữa sân bên phía hải ngoại thập phái lập tức phát ra một hồi tiếng cười kim vương tôn lời này mặt ngoài thoạt nhìn khiêm tốn ôn nhuận như ngọc nhưng lại vô cùng sắc bén chợt nhìn có vẻ như nói rất khoan dung chỉ rõ một phương hướng cho lâm hy nhưng kỳ thật là trào phúng hành vi mượn bảo vật từ chỗ trưởng lão thái nguyên cung của lý tranh phong cử động này của thái nguyên cung mặt ngoài thoạt nhìn như không có gì sơ hở nhưng bí mật tất cả mọi người đều rõ là chuyện gì xảy ra đám đáng ghét này lý tranh phong nghe được tiếng cười khẽ mỉa mai như thế bên tai ửng đỏ trong nội tâm oán hận trong lòng của hắn quyết định về sau nhất định phải hảo hảo trả thù đệ tử hải ngoại thập phái một phen ha ha không cần lâm hy thản nhiên cười ý tứ mỉa mai của kim vương tôn hắn đương nhiên nghe ra được hai tên này cũng không phải vật gì tốt đều đang chờ đợi chê cười hắn cả chỉ là một vật đặt cược ta vẫn lấy ra được thần tiêu tông còn không nghèo đến mức đó đâu. Khác với hai người khác cố ý thừa nước đục thả câu, Lâm Hy rất dứt khoát liền lấy ra vật đặt cược. Ông, hào quang lóe lên, khí lãng vô biên từ trong cơ thể Lâm Hy phun nhổ ra, sau đó trong hư không, liền có hơn một quả pháp khí hình thoi màu đen, giải ước chừng một xích. Oanh, lúc Lâm Hy lấy ra pháp khí hình con thoi này thật giống như một thanh cự trùy vô hình nện xuống dưới, tâm thần mọi người chấn động, phát ra một hồi tiếng kinh hô trời long đất lở lý tranh phong và kim vương tôn vốn đều chờ đợi chê cười lâm hy nhưng ánh mắt tiếp xúc với pháp khí hình con thoi kia thì toàn thân kịch chấn lộ ra thần sắc chấn động tiểu động thiên pháp khí kim vương tôn hô nhỏ một tiếng đồng tử đột nhiên co rút lại làm sao có thể hắn rõ ràng có loại vật này lý tranh phong cũng tâm thần kịch chấn như bị xét đánh ánh mắt nhìn về phía lâm hy càng rung động không thôi ti lúc này ngay cả tiên mộng trưởng lão đang chủ trì trận đấu trên đấu trường cũng ít một hơi thật sâu đồ vật mà Lâm Hy xuất ra đen nhánh, không chút bắt mắt. Nhưng loại khí thế trầm trọng vô biên, cùng với loại không gian chấn động đậm đặc kia, thình lình đã biểu lộ ra sự bất phàm của nó. Đây là một quả không gian pháp khí, hơn nữa là tiểu động thiên pháp khí chính thức chỉ có chân truyền đệ tử mới có. Tiểu động thiên pháp khí có hai loại, một loại là pháp khí như tổ ong, cố định với không gian tông phái, không cách nào di động, mà một loại khác thì có thể xuyên thẳng qua qua lại, khiêu dược trong không gian, trong tay Lâm Hy chính là loại thứ hai. chương 844, Võ Vô Đệ Nhị. Một, loại tiểu động thiên pháp khí xuyên thẳng qua không gian này, dù đối với chân truyền đệ tử mà nói, cũng cực kỳ chân quý. Một gã chân truyền đệ tử thường thường nhiều nhất chỉ có một hai kiện tiểu động thiên pháp khí như vậy. Mà trong tay Lâm Hy thình lình lại cầm một món đồ như vậy. Toàn bộ đấu trường đều im ắng, tiểu động thiên pháp khí trong tay Lâm Hy đen nhánh, cũng không có bảo khí trùng thiên, thoạt nhìn cũng không bắt mắt nhưng trong nội tâm tiên đạo đệ tử ở chung quanh trùng kích tạo thành còn trên cả tụ đan đỉnh của kim vương tôn tụ đan đỉnh còn có thể dùng số mệnh kinh người để giải thích mà tiểu động thiên pháp khí trong tay lâm ghi lại không hề đơn giản trở thành chân truyền đệ tử là mộng từng của tất cả đệ tử luyện khí cảnh cũng vì vậy nguyên nhân đồ vật có quan hệ đến chân truyền đệ tử càng khiến mọi người rung động hơn tiên la phái vì một môn nhân vừa mới tấn thăng đến tiên đạo cảnh trở thành chân truyền đệ tử mà cử hành tấn chức đại điển nhưng tin chắc rằng dù là nhân vật chính hôm nay trên người cũng không có pháp khí như vậy mà lâm hy lại thật sự biểu hiện ra trước mặt mọi người một gã nội môn đệ tử lại có được pháp khí của chân truyền đệ tử rung động của thế nghĩ tiểu động thiên pháp khí thật là tiểu động thiên pháp khí hắn rốt cuộc làm sao lấy được chẳng lẽ là chân truyền đệ tử nào đó cho hắn sao nhưng vật chân quý như vậy ai lại cho người khác chứ thật khiến người ngoài ý muốn không nghĩ tới trên người hắn rõ ràng có loại pháp khí này chẳng lẽ thần tiêu tông đã cường đại đến loại tình trạng này rồi sao ngay cả tiểu động thiên pháp khí cũng có thể ban cho nội môn đệ tử đệ tử thập đại tông phái tứ đại hoàng triều hải ngoại thập phái còn có các tông phái lớn nhỏ trong nội tâm đều chấn động không thôi trách không được hắn nói không cần ta giúp trong đình đài ma kiếm trưởng lão chậm rãi ngồi xuống có chút thở phào một cái lâm hy là đệ tử của hình tuấn thần đồ đệ cố nhân theo ma kiếm trưởng lão thấy đây tất cả chỉ có thể do cố nhân của mình đưa cho đệ tử của hắn để giải thích về phần những thứ khác hắn quả thật không nghĩ đến. Trong góc đình đài, thân hình Bạch Nguyên rõ ràng run lên một cái, hiển nhiên tiểu động thiên pháp khí mà Lâm Nghi xuất ra cũng đã tạo thành rung động thật lớn đối với hắn. Trong mắt Bạch Nguyên xẹt qua một tia sắc thái kỳ dị, bờ môi há rồi há, bất quá, đúng vẫn còn không nói gì. Lâm Nghi nhìn lướt qua bốn phía, trong nội tâm khẽ gật đầu. Trên người hắn có hai kiện có thể làm vật đặt cược, một kiện chính là tứ cực đại uyển, đây là thứ đạt được trên Ly Long Sơn. Thoát thần mã này có thể tăng cường thực lực của hắn thật lớn, phát huy ra tác dụng rất lớn trong trận chung kết của ba người, Lâm Hy không lấy lấy ra đạt cược được. Kiện còn lại chính là tiểu động thiên pháp khí này rồi. Tiểu động thiên pháp khí chỉ chân truyền đệ tử mới có thể sử dụng, đệ tử luyện khí cảnh cơ hồ không ai có thể sử dụng. Coi như là thập đại thánh vương cũng giống như vậy, lúc trước ám long từ địa ngục đại thế giới quay về thần tiêu tông, xếp đặt muốn giết chết Lâm Hy kết quả bị băng hoàng trong cơ thể lâm hy ra tay một lần hành động đánh chết ở sâu trong thời không ám long vừa chết pháp khí của hắn và toàn bộ mọi thứ đều thuộc về lâm hy tiểu động thiên pháp khí hình con thoi này chính là một cái trong số đó băng hoàng đã dùng thực lực cường đại tẩy đi cấm chế trên đó chỉ cần thực lực lâm hy đầy đủ là có thể sử dụng bất quá hiện giờ hắn đừng mong nghĩ đến loại pháp khí này tuy rằng giá trị tuy lớn nhưng cầm trong tay không dùng được vừa vặn lấy ra đặt cược sao hả kiện pháp khí này có thể đặt cược không lâm hy thản nhiên nói ánh mắt nhìn qua kim vương tôn kim vương tôn nhìn qua lâm hy trong mắt hiện lên một tia sắc thái kỳ dị rất nhanh liền gật đầu có thể dư sài kim vương tôn trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng lại phập phồng lâm hy này thật sự không đơn giản kim vương tôn liếc qua lâm hy hai đầu lông mày xẹt qua một đạo ý niệm hắn quả thật không ngờ lâm hy sẽ xuất ra loại vật chân quý này tụ đan đỉnh hắn có, nhưng tiểu động thiên pháp khí, hắn không có. Đây không phải số mệnh có thể nhặt được, ngay cả làm đặt cược đánh bạc thì tiểu động thiên pháp khí cũng quá xa xỉ. Ngay cả trong nội tâm Kim Vương Tôn cũng không nổi lên ý nghĩ này. Điều kiện sử dụng tiểu động thiên pháp khí cực kỳ hà khắc, ba người trong đấu trường, Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn không một ai có thể sử dụng tiểu động thiên pháp khí này được. Đừng nói là thúc dục dù là tế luyện pháp khí, cũng có thể xuất hiện tình huống khí tận mà vong, bị hấp thành sắc khô, có thể nói đối với mấy người trước mắt, đây là một kiện pháp khí cực kỳ nguy hiểm có thể xem mà không thể dùng. Nhưng khác với thượng cổ Lôi Long huyết thống, tiểu động thiên pháp khí tuy rằng ba người cũng không thể sử dụng, nhưng những người khác lại có thể. Nếu như giao cho chân truyền đệ tử trong môn sử dụng, đây là đồ vật có thể lập tức tăng cường thực lực tổng hợp của môn phái. Kiện pháp khí này một khi đến tay, sẽ mang về tiên đế cung. Cho chân truyền sư huynh trong nội cung sử dụng, Kim Vương Tôn trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm lâm huynh thật sự là lợi hại loại tiểu động thiên pháp khí ngay cả ta cũng không có không biết lâm huynh là từ đâu mà có được kim vương tôn mỉm cười nói muốn dò xét ngọn nguồn lâm hy nếu như biết rõ lâm hy đạt được kỳ ngộ ở nơi nào hắn đi vào trong đó chuyển một vòng tuyệt đối cũng có thể đạt được bảo vật a à, lâm hy cười cười chút tâm tư kia của kim vương tôn sao hắn lại không đoán ra chứ trông thấy bảo khí trùng thiên trong thứ nguyên tiểu tiên đại của kim vương tôn Lâm Hy sao có thể không biết vị trước mắt này số mệnh kinh người. Bất quá đáng tiếc, tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy căn bản không phải kỳ ngộ gì có được. Đó là sát hại chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh có được, số mệnh kim vương tôn dù nồng hậu hơn gấp đôi, cũng sẽ không học được. Phương pháp của ta, người không học được, Lâm Hy nhìn qua kim vương tôn đạm nhạt nói. Lời này nghe ra có chút hương vị trào phúng và tự phụ bên trong, nhưng Lâm Hy lại nói thật. A à hát, kim vương tôn mí mắt chấp chấp, nhưng cũng không tức giận. Lâm Huynh không muốn nói thì thôi vậy, hắn còn tưởng rằng Lâm Hy quá đề cao bản thân, Lâm Hy cũng không nói ra, mặc kệ hắn nghĩ gì. Trưởng lão, ba người chúng ta đều xuất một ít đặt cược, coi như trợ hứng. Người thắng trận có thể đồng thời đạt được đặt cược của hai người khác, không biết trưởng lão định như thế nào. Kim Vương Tôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua tiên mộng trưởng lão của Tiên La phái trên bầu trời nói. Chương 845, võ vô đệ nhị. Hai, Tiên La phái là chủ nhà lần này, ba người đánh bạc trung quy vẫn phải cho tiên la phái một ít mặt mũi, cho dù chỉ là bề ngoài cũng vậy. Mấy tên này, thật sự cực kỳ khủng khiếp a à hát, tiên mộng trưởng lão trong nội tâm cảm khái không thôi, Lý Tranh Phong, Lâm Hy, Kim Vương Tôn ba người lấy ra tặng thưởng cộng lại, hắn giá trị đã vượt qua tiên la phái lấy ra ban thưởng trường sinh quả rồi. Cái này trung quy cũng khiến cho đại thủ bút của tiên la phái thất sắc không ít, tiên mộng trưởng lão trong nội tâm trăm vị hỗn tạp, cũng không biết nghĩ gì. Bất quá, ba người đánh bạc, ngay cả đặt cược cũng đã đưa ra rồi. Nhiều người nhìn xem như vậy, Tiên Mộng trưởng lão cũng không thể nào làm trái ý công chúng được. Đương nhiên có thể, Tiên Mộng trưởng lão gật gật đầu, nếu trận đấu còn chưa bắt đầu, ta đề nghị mọi người đưa đặt cược, tính cả trường sinh quả cùng nhau giao cho Tiên Mộng trưởng lão đảm bảo. Sao hả? Lý Tranh Phong đột nhiên mở miệng nói, lời này thoạt nhìn là cho Tiên La phái mặt mũi, nhưng Lý Tranh Phong kỳ thật cũng tư tâm của mình. Đặt cược mà ba người đưa ra Lý Tranh Phong cảm giác mình thật ra đã chiếm được tiện nghi. So với tụ đan đỉnh của Kim Vương Tôn, còn có tiểu động thiên pháp khí của Lâm Hy thì Lý Tranh Phong cũng tự nhận mình đã chiếm được tiện nghi. Ít nhất, trong lòng của hắn cho là vậy. "Có thể, đang có ý đó đây." Kim Vương Tôn mở miệng nói. Lâm Hy cũng nhẹ gật đầu. "Bá bá." Kim Vương Tôn tay áo run lên, đầu tiên đưa tụ đan đỉnh của mình ra ngoài. Tiếp theo là Lý Tranh Phong, hai quả thượng cổ huyết thống và 11 miếng tạng phủ đan cùng bay ra ngoài ngoài. Về phần đan dược giá một ức công huân giá trị đã nhận lời thì Lý Tranh Phong hất tay áo lên, trực tiếp phung ra 100 miếng thuần dương tiên đan. Đây là khí phách của Thái Nguyên Cung, tùy thân đã có trên trăm miếng thuần dương tiên đan, căn bản không cần đổi với tiên la phái. Hô, Lâm Hy bàn tay dương lên, cũng đẩy tiểu động thiên pháp khí của mình ra ngoài. Nhiều tặng thưởng như vậy, tăng thêm trường sinh quả của tiên la phái, khiến cho ban thưởng của trận đấu lần này trở nên phi thường phong phú. Trên khán đài, Tiên đạo đệ tử động tâm chỗ nào cũng có. Trông thấy tiên mộng trưởng lão thu hết tiền cược của ba người lại, Lâm Hi một mực trầm mặc ít lời, cực ít nói chuyện cũng giãn mày ra, rốt cục cũng lộ ra một mặt phong thái của đệ tử thần tiêu công. Cảm ơn hai người các ngươi rồi, tặng thưởng của hai người các ngươi, kể cả trường sinh quả, ta tất cả đều muốn. Lâm Hi nhìn lướt qua hai người, nở nụ cười, thanh âm cuồng dã mà khí phách, giống như đang nói một sự thật hiển nhiên vậy. Vốn đang lo lắng hai tên này nửa đường đổi ý sửa đổi đặt cược, nhưng hiện giờ đại cục đã định, Lý Tranh Phong cũng tốt, Kim Vương Tôn cũng thế, bất kể dẫy dụa như thế nào, tất cả chỉ có thể làm đá đặt chân cho mình thôi. Lâm Hy lời vừa ra khỏi miệng, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn nhao nhao biến sắc. Lâm Hy lúc trước một mực lộ ra rất khiêm tốn, ít xuất hiện, cứ thế hai người thiếu chút nữa đã không để ý đến hắn. Nhưng đúng lúc này, Lâm Hy lại lộ ra khí phách, rõ ràng còn hùng hổ dọa người hơn cả hai người. Hừ, cuồng vọng, trước khi ta mở miệng, người tốt nhất nên thu liếm thái độ của ngươi. Bất quá nghĩ đến người đánh bại lục thanh thiên, núi cao còn có núi khác cao hơn, lâm nghi, ở trước mặt ta, người còn chưa có có tư cách kiêu ngạo đâu. Lý tranh phong hơi híp mắt, lộ ra một cổ hàn quang. Ha ha, ta không quản hai người các ngươi ai lợi hại hơn, nhưng trận đấu lần này, ta nhất định thắng rồi. Kim vương tôn cười to, khí thức toàn thân như trường kiếm rời vỏ, bộc lộ tài năng. Hừ, Lý tranh phong hung hăng trợn mắt nhìn Kim vương tôn, chỉ vài câu, tam phương đều lộ ra phong mang của bản thân, trong nháy mắt hào khí đột biến, dương cung bạt kiếm, tràn đầy một cổ hương vị khẩn trương, đối địch. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thiên tài đều có ngạo khí, tương khinh chính là bản tính. Lâm Hy, Lý Tranh Phong, Kim Vương Tôn nhìn nhau, đều lộ ra nanh vuốt sắc bén của mình. Hào khí biến hóa cực nhanh, ngay cả mấy vị trưởng lão của tiên la phái cũng không kịp phản ứng. Người trẻ tuổi quả nhiên huyết khí phương cương, quá mức xuất sắc. Bất quá, dùng thiên phú kinh thiên của ba người này thì đây mới là bản sắc tiên mộng trưởng lão tâm niệm xoay chuyển đối với sự đối chọi gay gắt của ba người ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ hô hai tay áo run lên tiên mộng trưởng lão từ không trung đáp xuống đứng ở bên người ba người trận đấu này chỉ có ba người nên không thể như trước đấu hai trận rồi mới phân thắng bại cho nên ta tuyên bố quy tắc đơn giản một chút lát nữa ba người các ngươi bốc thăm sau đó quyết định trình tự ra sân Phàm là chiến bại thì sẽ bị đào thải, chỉ còn lại người thắng cuối cùng mới có thể đạt được ban thưởng cuối cùng. Tiên Mộng trưởng lão thanh âm vừa dứt, khoát tay áo. "Vào đi." "Vâng, trưởng lão." Trong trận doanh Tiên La phái truyền đến một hồi thanh âm, rất nhanh, ba nữ đệ tử Tiên La phái trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, màu tay áo bồng bềnh, bưng ba cái khay bằng vàng từ bên ngoài chàng bay đến, đáp xuống sau lưng Tiên La trưởng lão. Nơi này có ba cái chén vàng, bên trong đều đặt một tờ giấy các ngươi từng người lựa chọn đi tiên mộng trưởng lão nói thanh âm vừa dứt ba người lâm hy lý tranh phong kim vương tôn đều đi về phía đệ tử tiên la phái trên khay vàng trong tay ba người đều có một cái chén hình dạng giống như đúc nhìn không ra chút khác biệt nào cả trưởng lão tông phái trong trận doanh hai phe thái nguyên cung tiên đế tông thân thân thể khẽ nhúc nhích như thiểm điện nhìn qua ba cái chén vàng đồng thời trong lúc nhất thời hai đạo ý thức như tơ nhện dò xét tới ý đồ điều tra bí mật trong đó cơ hồ đồng thời mà kiếm trưởng lão thân hình cũng có chút giật giật, nhưng rất nhanh liền buông tha. Tiên đạo cấm chế, đây là khí thức của phó trưởng môn, là trưởng lão bổn phái, mà kiếm trưởng lão đối với khí thức của tiên la phái phó trưởng môn rất là quen thuộc. Ba cái chén vàng kia nhìn như đơn giản, nhưng trên đó bám vào một tia khí thức của tiên la phái phó trưởng môn, rất hiển nhiên, đã gia nhập tiên đạo cấm chế. Nếu như muốn muốn thông qua ý thức, nhìn trộm bí mật trong đó chính là si tâm vọng tưởng. Trong toàn bộ hội trường, bất kể là trưởng lão hay đệ tử muốn ăn gian cũng tuyệt đối không có khả năng quả nhiên trưởng lão hai phái thái nguyên cung tiên đế cung thân thể có chút nhoáng một cái tự hồ bị một ít trùng kích hiển nhiên đã thất bại trên ba cái chén vàng kia đều có cấm chế đẳng cấp rất cao rất có thể là đại trưởng lão hoặc phó trưởng môn tiên la phái thiết chí không có cách nào nhìn trộm được người tùy tiện chọn một cái đi một đám thanh âm nhỏ như mũi kêu từ hướng trận doanh thái nguyên cung chui vào trong tai lý tranh phong chương 846, lược ảnh đại pháp, Lý Tranh Phong có chút nhíu nhíu mày, do dự một chút, đi ra phía trước, tùy tiện chọn lấy một chén vàng, lấy ra tờ giấy trong đó. Theo sát sau đó, Lâm Hy cũng lựa chọn một một chén vàng trong đó, cái cuối cùng cũng không cần chọn nữa. Kết quả rất nhanh đã có, trên tờ giấy của Lý Tranh Phong ghi số 1, Lâm Hy chính là số 2, tờ giấy của Kim Vương Tôn là số 3. Lý Tranh Phong, Lâm Hy, hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi kim vương tôn người đi nghỉ ngơi tiên la trưởng lão nói kim vương tôn sẽ không gặp đối thủ vận khí chiến thắng thực lực lại một lần nữa phát huy tác dụng lâm huynh lý huynh không có ý tứ mặc dù không có ý kia bất quá xem ra vận khí của ta vẫn rất tốt ta sẽ đi xuống trước xem biểu hiện của các ngươi đây kim vương tôn thản nhiên cười xoay người lại nhảy lên một cái liền nghênh ngang rời đi quay lại khán đài đồ hốn chướng lý tranh phong thầm mắng một tiếng biết rõ vận khí của Kim Vương Tôn rõ ràng vượt qua hai người. Lâm Hy ngược lại cũng không ngại, vận khí cũng không phải vạn năng. Kim Vương Tôn nếu như cho rằng hắn dựa vào vận khí có thể thắng được trận đấu thì Lâm Hy cũng không ngại hung hăng dẫm nát hắn dưới chân. Loại người này vận khí càng dày, dẫm mới càng sảng khoái, vẽ mặt cũng lợi hại hơn. Hô, Lâm Hy cũng mặc kệ Lý Tranh Phong, lập lòe một cái, trực tiếp về tới đình đài. Bên kia, Lý Tranh Phong trông thấy Lâm Hy vừa đi, cũng quay trở về đình đài nghỉ ngơi dùng trạng thái của hai người vốn không cần nghỉ ngơi nhưng là một quả trường sinh quả cộng thêm tiền cược của ba người ban thưởng quá mức phong phú cẩn thận một chút cũng sẽ không sai sao hả có lòng tin không ma kiếm trưởng lão nhìn qua phía trước thản nhiên nói có thể thắng được ta không phải không có nhưng không bao gồm đám người ở đây lâm hy thản nhiên nói trong thanh âm toát ra tự tin cường đại a à, rất tốt tự tin là bổn nguyên của sự cường đại tin tưởng nếu tan vỡ thì người cũng hủy bất quá cẩn thận một chút hai người bọn họ lực lượng sàn sàn ngươi nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tự tin tất nhiên cũng có chỗ dựa vào ngươi không nên quá mức chủ quan ma kiếm trưởng lão nói sư bá yên tâm đi ta lấy tiểu động thiên pháp khí ra cũng không phải muốn tặng cho người khác bất kể là tụ đan đỉnh hay là thượng cổ lôi long huyết thống ta đều nguyện nhất định phải có không quản xem bọn hắn có át chủ bài gì ta đều sẽ đánh cho bọn hắn ngã lăn ra đất lâm hy trầm giọng nói trong mắt một mảnh sáng như tuyết. Ân, người có tự tin như vậy cũng đủ rồi. Ma kiếm trưởng lão nhẹ gật đầu, thời gian qua rất nhanh đi, chỉ chốc lát sau, hai người liền từ trong đình đài thả người xuống, bay bổng đáp xuống mặt đất. Rốt cục đi ra, còn tưởng rằng ngươi không dám lên chàng chứ. Lý tranh phong bay bổng dẫm trận tại chỗ đi lên, yên tâm, nếu như ngươi muốn rời khỏi thì, ta không ngại không chiến mà thắng đâu, dù sao chiến hay không chiến, kết quả đều như nhau cả. Lâm Hy cũng dấm trận tại chỗ đi lên, thản nhiên nói. Người quả nhiên đủ cuồng vọng, là đánh bại lục thanh thiên cho người tự tin sao? Lý Tranh Phong cười lạnh nói. Tự tin của ta là trời sinh, tự tin của ngươi là ai cho sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Hai người đều hết sức đả kích đối phương, ý đồ gieo xuống trong lòng đối phương bóng mở của mình. Đây là quyết đấu giữa thiên tài, một khi gieo xuống bóng mở, về sau vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của mình nữa. Thượng đảng phạt mưu, hạ đảng mưu công, ý chí nếu tan tác thì vĩnh viễn đều sẽ thất bại. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, thần tiêu tông hẳn là dựa vào cái này để leo lên tiên đạo đệ nhị sao. Lý Tranh Phong lạnh lùng nói, ngay cả tiên đạo đệ nhị cũng đỡ không nổi, tiên đạo đệ nhất của Thái Nguyên Cung sẽ không phải là tự phong đấy chứ. Lâm Hy cũng không tức giận, một câu liền đáp trả. Lý Tranh Phong ánh mắt lóe lên, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc hung ác. Lâm Hy, lời nói không thể nói lung tung, sẽ đưa đến tai họa cho mình đấy thanh âm âm lãnh, tràn đầy hương vị uy hiếp. Ha ha, Lý Tranh Phong, người những lời này đã tìm lộn người rồi. Loại uy hiếp này đối với ta không có chút ý nghĩa nào cả. Nếu như có thể, ta cũng không ngại lại trình diễn một hồi chuyện phong bạo chi môn, có lẽ ta còn có thể giúp đám các ngươi chôn vùi mấy ngàn đệ tử nữa đấy. Lâm Hy cười lạnh nói, ngươi muốn chết, Lý Tranh Phong đột nhiên biến sắc, mà ngay cả trưởng lão Thái Nguyên Cung trên sân trên mặt cũng xẹt qua một tia sát cơ chuyện phong bạo chi môn là một đại quý kỵ của ba phái bởi vì lâm hy mà thái nguyên cung đại chiến với yêu tộc trong phong bạo chi môn chết không ít đệ tử thậm chí ngay cả cao thủ như dương huyền hoàng cũng bỏ mình bên trong đối với thái nguyên cung mà nói đây tuyệt đối là một đả kích rất lớn trở về luyện thêm 10 năm nữa sau đó hẳn tới đấu miệng lưỡi với ta lâm hy cười lạnh lâm hy đây là ngươi tự tìm đấy ta sẽ giẫm nát đầu ngươi dưới chân đạp thành bột mịn lý tranh phong tròng mắt hơi híp một cổ sát cơ đáng sợ đột nhiên phá không mà ra phóng xạ tứ phương sau đó lý tranh phong liền xuất thủ oanh một cổ khí kình bàng bạc nổ tung lý tranh phong đột nhiên một phân thành hai thành bốn thành tám sau đó một người trong đó đột nhiên biến mất mà bảy cái khác cũng từ thực hóa hư dần dần biến mất nguyên lai like đều là ảo ảnh nguy hiểm cơ hồ đồng thời một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong nội tâm bộc phát ra cho dù trong mắt không thấy được gì nhưng lâm hy vẫn không chút do dự đẩy một trường về phía trước phản ứng của lâm hy cũng không chậm nhưng đã muộn oanh một cổ lực lượng khổng lồ phảng phất như thiên thạch từ trên trời giáng xuống mãnh liệt đánh vào trên ngực lâm hy a hát lồng ngực lâm hy run lên như gặp phải trọng kích trực tiếp từ trên mặt đất bay lên như diều đứt dây bị cổ lực lượng kinh khủng kia đánh bay ra ngoài những nơi đi qua máu tươi bay khắp nơi sư đệ bạch nguyên thần sắc biến đổi đứng phát dậy Xoạt, toàn bộ khán đài, một mảnh xôn xao, mà ngay cả hải ngoại thiếu đế kim vương tôn tâm tính nhẹ nhóm, căn bản không để trận đấu này vào mắt cũng như điện giật, toàn thân cả kinh, mãnh liệt đứng dậy. Làm sao có thể, kim vương tôn hô nhỏ một tiếng, một tiếng thét kinh hãi này, cũng đại biểu cho sự khiếp sợ của mọi người ở đây. Thực lực của hai bên đều sàn sàn nhau, đối với kết quả trận đấu, mọi người đều dự đó 5 phần 5. Có đoán Lâm Hy thắng, cũng có đoán Lý Tranh Phong thắng. Nhưng không ai ngờ rằng, Lý Tranh Phong rõ ràng vừa lên đã đả thương nặng Lâm Hy. Phải biết rằng, biểu hiện lúc trước của Lâm Hy vẫn còn đó, ngay cả Lục Thanh Thiên cũng không phải đối thủ của Lâm Hy, hơn nữa trên người Lâm Hy còn có loại tuyệt học kinh thế như Thủy Hỏa Đại Pháp. Theo đạo lý không thể bị thua dễ dàng như thế được. mươi 847, ta muốn thêm một câu, một. Lược ảnh Đại Pháp, đây là lược ảnh Đại Pháp, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ trong đám người bạo phát ra. Oanh, đám người thoáng cái sôi trào. Đặc biệt là một ít trưởng lão tông phái và tiên đạo đệ tử nhiên kỳ khá lớn đều chấn động. Lại là loại tuyệt học này, tiên đạo phái tam đại trưởng lão nhìn qua trong tràng, nhao nhao động dung. Mà ngay cả tiên trảm trưởng lão cũng lộ ra thần sắc chấn động. Lược ảnh đại pháp người biết cũng không nhiều, nhưng bản thăng cấp của môn tuyệt học này lại hoành động toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật, ngoại trừ danh tự hiển hách này ra môn tuyệt học này còn có một thân phận càng kinh khủng hơn một trong tam đại tuyệt học trấn phái của thái nguyên cung tam là tiên đạo giới đệ nhất đại phái tam đại tuyệt học trấn phái của thái nguyên cung khiến địa vị tiên đạo đệ nhất đại phái không thể giao động phóng mắt khắp toàn bộ tiên đạo đại thế giới không có một tông phái nào có thể chống lại thái nguyên cung tam đại tuyệt học trấn phái của thái nguyên cung theo thứ tự là phù quang lược ảnh đại tiên thuật yên diệt đại tiên thuật nguyên thủy đại tiên thuật trong đó nguyên thủy đại tiên thuật là tuyệt học mạnh nhất của thái nguyên cung chỉ có lịch đại trưởng môn mới có thể được học yên diệt đại tiên thuật hơi kém hơn một chút mà phù quang lược ảnh đại tiên thuật là đặc thù nhất đó cũng không phải một môn tuyệt học công kích nhưng bất luận tuyệt học nào phối hợp với phù quang lược ảnh đại tiên thuật lập tức sẽ có được lực sát thương kinh khủng nhất toàn bộ tiên đạo đại thế giới nghe đồn rằng phù quang lược ảnh đại tiên thuật đạt đến cực hạn trong nghìn vạn dặm căn bản không bắt được bất luận chút dấu vết tồn tại nào cả đợi khi phát hiện ra thì đã bỏ mạng rồi Tam đại tuyệt học khiến địa vị tiên đạo đại thế giới đệ nhất đại phái của Thái Nguyên Cung không người nào có thể dung chuyển. Đối với môn phái khác mà nói, duy nhất có thể dùng may mắn chính là Tam đại tuyệt học Trấn phái của Thái Nguyên Cung tuy rằng uy lực cường đại, nhưng tu luyện cực kỳ khó khăn, mặc dù đạt được khẩu quyết công pháp, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ, ngay cả đạt móng cũng rất không dễ dàng, chớ đừng nói chi đến tiểu thành, đại thành và đại viên mãn. Lược ảnh đại pháp chính là phiên bản luyện khí cảnh của phù quang lược ảnh đại tiên thuật, điều kiện truyền thụ cũng không hà khắc như hai môn công pháp khác, nhưng tu luyện cũng rất khó khăn, có thể thành công trong vạn không một. Lý Tranh Phong lúc này thi triển đúng là lược ảnh đại pháp. Chỉ thấy trong chàng ẩn ẩn có đạo đạo quang ảnh mảnh như sợi tóc lập lè, ngoại trừ lâm hy như diều đứt dây cao cao bay lên ra, không còn thấy thêm một ai khác. Lý Tranh Phong phảng phất như bốc hơi vậy, lăng không biến mất khỏi đấu trường, đây chính là công hiệu của lược ảnh đại pháp trong truyền thuyết. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, mắt thường cũng không thể trông thấy thì phảng phất như chúng không tan biến vậy. Trách không được hắn có tự tin lớn như vậy, bằng vào lược ảnh đại pháp, hắn hoàn toàn có thể được xưng là đệ nhất nhân lớp trẻ ở tiên đạo đại thế giới. Người cùng thế hệ với hắn, bất kể là Lục Thanh Thiên, Lâm Hy hay là Kim Vương Tôn, tuy rằng thực lực không kém, nhưng tốc độ không bằng hắn, chỉ có thể đỡ không thể công, không có sức hoàn thủ, thất bại cũng là điều dễ hiểu. Tiên mộng trưởng lão nhìn qua trong tràng, trên mặt xuất hiện một vòng khiếp sợ. Tên đệ tử trẻ tuổi của Thái Nguyên Cung này khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Dù dùng thân phận cường giả tiên đạo cảnh mà nói, Lý Tranh Phong cũng có được lực lượng hết sức quan trọng. Đây mới thực sự là thiên tài trong thiên tài a hát. Sao hả, tiên mộng sư huynh, hiện giờ, người còn cảm thấy chúng ta có thể đối kháng với Thái Nguyên Cung sao? Một bên, tiên trảm trưởng lão bất động thanh sắc nói. Hắn sở dĩ ủng hộ và ba phái kết minh, phụng Thái Nguyên Cung làm minh chủ, cũng không phải vì A-dua nịnh ngọt, hoặc là đạt được chỗ tốt nào đó từ Thái Nguyên Cung. Mà hoàn toàn xuất phát từ lập trường tông phái, thực lực Thái Nguyên Cung quá cường đại, một tên đệ tử lớp trẻ đã có thể quét ngang toàn bộ thiên tài của các thế lực trong tiên đạo đại thế giới, thực lực Thái Nguyên Cung cường đại đến cỡ nào có thể thấy được. Tiên la phái nếu cho rằng liên minh với thần tiêu tông liền có thể đánh bại Thái Nguyên Cung, hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Đó là lấy họa chi đạo, chính là vì vậy nên hắn mới đưa ra thỉnh cầu đáp ứng ba phái, gia nhập tam phái liên minh do thái nguyên cung cầm đầu tiên mộng trưởng lão lúc này cũng trầm mặc không nói trên mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ tiên không trưởng lão ở một bên sắc mặt cũng khó coi không biết nghĩ như thế nào hắn ủng hộ liên minh với thần tiêu tông nhưng chuyện trong sân lại hung hăng đánh cho hắn một bạt tai dùng thực lực lâm hy biểu lộ trước kia rõ ràng vừa gặp mặt đã bị lý tranh phong trọng thương không hề có lực hoàn thủ chẳng lẽ thật sự muốn gia nhập tam phái liên minh bị thái nguyên cung khống chế trở thành tay sai nhanh vuốt cho bọn chúng sao tiên không trưởng lão trong nội tâm một mảnh trầm trọng không người nào rõ ràng hơn hắn tác dụng quan trọng của trận đấu này không chỉ bọn hắn mà vô số trưởng lão đại trưởng lão ngay cả phó trưởng môn của tiên la phái đều đang chú ý vào trận đấu này cái này không chỉ là một cuộc tranh tài kết quả trận đấu này quyết định chính sách đối ngoại quan trọng nhất của tiên la phái cùng với vận minh tương lai của toàn bộ trên dưới tiên la phái trong đấu trường công kích của Lý Tranh Phong cũng không chấm dứt. Sơn Hà Ấn, Cửu hỏa chân long cháo, lâm hy máu tươi bay khắp nơi, cao cao bay lên. Nhưng loại cảm giác nguy hiểm đậm đặc trong nội tâm chẳng những không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức tử vong mãnh liệt như ảnh tùy hình kia, cơ hồ muốn bao phủ lấy cả người. Lâm Hy không có bất kỳ do dự, lập tức liền tế lên hai kiện pháp khí cường đại nhất trên người mình, sơn hà ấn cháo trên đỉnh, cửu hỏa chân long cháo hộ thân. Oanh, cơ hồ đồng thời, một cổ lực lượng kinh khủng trống giống xuất hiện, mãnh liệt đụng vào trên cửa hỏa chân long cháo. Dầm dầm dầm, trong khoảng thời gian cực ngắn, một cổ lực lượng cường đại, phảng phất như tuệ tinh đụng phải địa cầu, theo từng phương hướng mãnh liệt đụng vào trên hộ thân pháp khí của Lâm Hy. Chỉ thấy tiên khí cường đại bành trướng, lại không thấy bất cứ bóng người nào ngoài Lâm Hy. Tốc độ của Lý Tranh Phong đã nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hy hoàn toàn chỉ có chống đỡ, không có sức hoàn thủ, hoàn toàn bị Lý Tranh Phong đè ra đánh ầm ầm gạch nối lực lượng một kích cuối cùng gấp mấy lần lúc trước chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa sơn hà ấn và cửu hỏa chân long cháo bao lấy lâm hy tựa như một khỏa ngôi sao rơi xuống vậy trùng trùng điệp điệp đập vào trong đấu trường ông toàn bộ đấu trường đều phảng phất bị một thanh cự trùy vô hình đánh trúng mãnh liệt run rẩy trong từng tòa đình đài của các môn các phái trái cây rượu ngon đều bị đổ hết chương 848, ta muốn thêm một câu hai đã xong tiên không trưởng lão thở dài một tiếng nhắm mắt lại lược ảnh đại pháp quá cường đại cái này căn bản không phải chiến đấu là sân khấu của một mình lý tranh phong đây hoàn toàn là hành hạ lâm hy đến chết hô hào quang lóe lên lý tranh phong trống rỗng xuất hiện sau khi chấm dứt một kích cũng đình chỉ đuổi giết thân hình nhoáng một cái bay bổng đáp xuống mặt đất ánh mắt của hắn lãnh khốc mang theo thần sắc mỉa mai dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống quan sát lâm hy hừ lâm hy một mực nhớ kỹ giờ khắc này a à, nhớ kỹ giờ khắc người hèn mọn vô lực này chút vốn liếng để người cuồng vọng kia ở trước mặt ta căn bản không đáng nhắc tới lý tranh phong lạnh lùng nói hắn đứng chắp tay ánh mắt như điện đột nhiên rời khỏi người lâm hy đảo qua toàn bộ khán đài không chỉ lâm hy kim vương tôn còn đám các người nữa đều nghe cho kỹ đây trên cái thế giới này chỉ có một thiên tài đó chính là ta mà nơi có thể sinh ra đời loại thiên tài như ta chỉ có một, đó chính là Thái Nguyên Cung. Bất kỳ người nào khiêu chiến Thái Nguyên Cung, đều là tự rước tử lộ. Mà Lâm Hy, chính là tấm gương, thanh âm điên cuồng mà lãnh khốc, u u như sấm, vang vọng khắp toàn trường. Toàn bộ hội trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều minh bạch, Lý Tranh Phong thật ra mượn cơ hội này để tuyên dương sự uy phong của Thái Nguyên Cung. Nhưng tất cả mọi người đều im lặng, lặng ngắt như tờ, không ai mở miệng nói chuyện. Mặc dù là tam đại trưởng lão tiên la phái, cũng chỉ cao mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Một tên Lý Tranh Phong không đủ gây sợ, nhưng quái vật khổng lồ Thái Nguyên Cung đứng sau hắn mới khiến người khác khiếp sợ. Mọi người tiên la phái lúc này mới cảm giác được, tiên la phái muốn đặt chút tâm tư vào trận đấu này, nhưng Thái Nguyên Cung sao lại không muốn mượn trận đấu này để chấn nhiếp bọn hắn chứ? Sự kiện phong bạo chi môn, dã tâm của tam phái liên minh người qua đường đều biết. Sau chuyện đó, nhân tâm tư động, mặt ngoài tuy rằng còn bình tĩnh, nhưng mạch nước ngầm đã rất mãnh liệt rồi. Thái Nguyên Cung đúng là mượn miệng tên cao thủ đệ nhất lớp trẻ lý tranh phong này để biểu hiện ra tư thái của mình, mượn đó giết gà dọa khỉ, dọa tông phái bọn hắn. Mà ý của Thái Nguyên Cung, tổng kết lại chỉ có một câu. Thái Nguyên Cung vẫn rất cường đại, bất luận hành vi có ý đối kháng nào cũng đều là không biết tự lượng sức mình, tự tìm diệt phong. Ai, tiên mộng trưởng lão thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, cặp cự nhãn màu xanh kia đã không thấy nữa. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, làm tốt lắm, trong trận doanh Thái Nguyên Cung, trưởng lão Thái Nguyên Cung dâu tóc bạc trắng trong nội tâm nhếch lên ngón tay cái, một mảnh đắc ý. Đứa nhỏ này, thật sự làm quá tuyệt vời. Những tông phái này bí mật đánh chủ ý, còn tưởng rằng Thái Nguyên Cung không biết. Muốn đối nghịch với Thái Nguyên Cung, quả thực là bọ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Tiếng gió yên tĩnh, lá dụng có thể nghe. Ha ha ha, lúc mọi người ở đây đang sợ hãi uy nghiêm của Thái Nguyên Cung, nguyên một đám câm như hến thì một hồi tiếng cười to đột nhiên từ trong đấu trường vang lên vào lúc lặng ngắt như tờ này, lộ ra cực kỳ chói mắt. Người cười cái gì, Lý Tranh Phong bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt lành lạnh. Nơi cách Lý Tranh Phong không xa, tới gần biên giới đấu trường, trên quần áo lâm hy vết máu loang lổ, một đầu đường máu, trực tiếp đi thông đến chỗ hắn đứng, tất cả máu đều là của hắn cả. Trong lần giao thủ vừa rồi, lâm hy bại hoàn toàn. Nhưng hắn cũng chưa chết, vạn hoàng đồ có thể chống cự hơn phân nửa công kích, cử hỏa chân long cháo là tầng phòng ngự thứ hai, mà a tu la quả thực lâm hy ăn vào cũng như các đồ vật cường kiện thân thể khác khiến cho thể chất của hắn cường đại hơn sa luyện khí sĩ bình thường đủ loại thứ kết hợp cùng một chỗ khiến cho lâm hy dưới luồng công kích như mưa rào đầu tiên cũng không bị thương nặng như lý tranh phong nghĩ lý tranh phong ta cũng chưa ngã xuống ngươi từ lúc nào đã trở thành thiên tài duy nhất trên thế giới này rồi thế lâm hy từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy bỗng nhúc nhích thân thể cười lạnh nói đối với lời ngươi vừa nói ta không muốn phản đối chỉ có điều ta muốn tăng thêm vào sau một câu ân lý tranh phong đồng tử co rút lại ánh mắt phát lạnh hắc trên cái thế giới này còn có một nơi có thể sinh ra thiên tài càng mạnh hơn thái nguyên cung đó chính là thần tiêu tông lâm hy thản nhiên nói thanh âm chém đinh chặt sắt oanh giống như một quả bom nổ tung vậy đám người thoáng cái sôi trào đám tiên đạo đệ tử xôn xao đứng lên ánh mắt sáng như tuyết đều nhìn phía lâm hy khí phách a đây là tuyên chiến với Thái Nguyên cung rồi, loại lời này chúng ta không dám nói, cũng chỉ có thần Tiêu tông mới dám nói như vậy. Đủ khí phách, ta bắt đầu có chút ưa thích người này rồi. Cũng không biết, hắn có thể đánh thắng Lý Tranh Phong không nữa. Đám tiên đạo đệ tử nghị luận nhau nhau, loại lời này bọn hắn vốn không dám nói, nhưng đã có Lâm Hy dẫn đầu thì không giống nữa. Luận xuất thân, tiên đạo đại thế giới có thập đại tông phái, số lượng tự cho mình siêu phàm cũng không ít. Nhưng sau khi Lý Tranh Phong ở trước mặt mọi người nói ra loại uy hiếp kia, không ai dám can đảm nói ra lời đó cả. Cái này không chỉ cần thực lực, còn cần khí phách nữa. Lời nói của Lâm Hy lời tựa như nói thay lời tận đáy lòng mà mọi người không dám nói ra vậy. Lâm Hy, người muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Gương mặt Lý Tranh Phong lập tức trở nên tái nhợt, hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Hy, toàn thân tản mát ra một cổ sát cơ dày đặc. Đát, Lý Tranh Phong dẫm trận tại chỗ tiến lên, từng bước một đi về phía Lâm Hy. Trên người của hắn tản mát ra một cổ khí thế cường đại, đó là một loại khí thế nắm đại cục trong tay, trưởng sinh khống tử. Hắn cũng không vội lấy mạng Lâm Hy, có được lượng ảnh đại pháp, hắn hoàn toàn khống chế cục diện. Chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết Lâm Hy, đơn giản như lấy đồ trong túi vậy. Đối với Lý Tranh Phong mà nói, thứ hắn muốn đạt được, có rất nhiều. Ta có thể đánh bại ngươi lần thứ nhất, có thể đánh bại ngươi lần thứ hai bất quá lúc này cũng không dễ dàng như lần trước đâu. Ta sẽ dẫm nát đầu lâu ngươi dưới chân, hung hăng dẫm đạp tự tôn và kiêu ngạo của ngươi, lại dùng tánh mạng của ngươi để trả giá vì đã vũ nhục Thái Nguyên Cung. Lý Tranh Phong nhắm mắt lại, từng bước một đi tới. Âm thanh lạnh như băng, tựa hồ như tuyên bố kết cục của Lâm Hy vậy. Xoạt, đám người một mảnh sôi trào, trận đấu tiến hành đến bây giờ, mặc dù có người bị thương, nhưng vẫn chưa có người chết. Lý Tranh Phong lúc này lại nói muốn đánh chết Lâm Hy tại chỗ, chương 849, tốc độ chi tranh. Ha ha ha, Lý Tranh Phong, xem ra, người quả thật cho rằng mình đã biết hết về ta rồi. Lâm Hy lắc đầu, nở nụ cười. Đúng vậy, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng tu luyện lược ảnh đại pháp, có thể khống chết tất cả, vậy thì thật ngây thơ. Tốc độ trên thế giới này cũng không chỉ nắm giữ trong tay Thái Nguyên Cung. Cuồng vọng, Lý Tranh Phong cười lạnh, hiển nhiên chẳng thèm để ý tới lời của Lâm Hy ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa. Lần này, ngươi sẽ không còn cơ hội nói chuyện nữa. Vậy cũng chưa hẳn, Lâm Hy cười lạnh, oanh, Lý Tranh Phong chỉ cười lạnh, căn bản không có ý tranh luận với Lâm Hy. Thân hình nhoáng một cái, oanh một tiếng, lập tức tế lên lược ảnh đại pháp, biến mất trong hư không. Tốc độ Lý Tranh Phong nhanh, tốc độ Lâm Hy cũng không chậm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Tranh Phong, hết sức chăm chú. Ngay khi Lý Tranh Phong sử xuất ra lược ảnh đại pháp, cơ hồ đồng thời, Lâm Hy cũng tế lên lôi hệ thiết bàn. Xuất hiện đi, Lâm Hy quát lên một tiếng lớn, triệu hồi ra tứ cực đại huyền. Ngâm, lôi quang bắn ra bốn phía, một tiếng long ngâm kéo dài từ trong hư không chuyển đến. Trong khoảng thời gian cực ngắn, mọi người chỉ thấy bên người Lâm Hy lôi quang sáng tắt bất định, thanh âm hí dài, mơ hồ trông thấy một đầu tử mã cực lớn từ trong hư không nhảy ra. ầm ầm, một đạo tiên khí kinh thiên động địa như thiểm điện đánh vào nơi Lâm Hy đứng, dẫn phát ra tiếng bạo tạc kinh thiên mà Lâm Hy sớm đã tan biến mất, biến mất trong hư không. Lý Tranh Phong tâm thần kịch chấn, rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Làm sao có thể, Lý Tranh Phong một kích thất bại, trưởng lão Thái Nguyên cung phảng phất như điện giật, mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt. Biến mất, biến mất, Lâm Hy rõ ràng cũng không thấy đâu nữa. Đây là có chuyện gì? Sao hai người đều biến mất không thấy nữa? Trận lôi quang và tiếng si, si, vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Trong mắt mọi người một mảnh rung động, lược ảnh đại pháp của thái nguyên cung độc bộ thiên hạ có thể nói ngoại trừ lược ảnh đại pháp ra không còn công pháp nào có thể đối kháng được với lược ảnh đại pháp nhưng một kích của lý tranh phong rõ ràng lại thất thủ tứ cực đại huyền đó là tứ cực đại huyền trận lôi quang vừa rồi là tứ cực đại huyền đã tuyệt tích trong truyền thuyết một gã thân vương tứ đại hoàng triều đột nhiên nghẹn ngào kinh hô đối với một ít thượng cổ dị chủng tứ đại hoàng triều tương đối kỹ càng hơn một chút người này không nói thì thôi vừa nói đã lập tức dẫn phát ra càng nhiều kinh hô hơn nữa làm sao có thể vật kia không phải đã diệt phong ở thời đại trước rồi sao tứ cực đại huyền tốc độ cực nhanh thực lực rất mạnh so với luyện khí sĩ còn lợi hại hơn một tên nội môn đệ tử làm sao có thể đặt được tứ đại hoàng triều hải ngoại thập phái cùng với các tông phái lớn nhỏ đều chấn động thật sâu chuyện ly long sơn xuất hiện tứ cực đại huyền đã bị thập bát hoàng tử chấn áp chỉ có rất ít người biết rõ mà ngay cả người của Thái Bạch Hoàng Triều cũng không biết tứ cực đại huyền của Lâm Hy chính là có được từ Ly Long Sơn trong Thái Bạch Hoàng Triều. Chấn động còn có thiếu đế kim vương tôn của tiên đế cung, nhưng cũng không phải vì Lâm Nghi lấy được tứ cực đại huyền, mà là vì số mệnh của hắn. Trên đời này, làm sao có thể có người có số mệnh sánh ngang ta được? Kim vương tôn cảm giác như bị người mất hết sức sống vậy. Tiểu động thiên pháp khí trước kia, hơn nữa tứ cực đại huyền hiện giờ, Lâm Hy đã hoàn toàn phá vỡ cách nhìn đối với đệ tử tông phái trên lục địa của Kim Vương Tôn. Kim Vương Tôn đến bây giờ còn tưởng rằng Lâm Hy cũng bằng vào số mệnh của mình đạt được những kỳ ngộ này. Lại căn bản không biết, trên thế giới còn có một loại, là bằng vào cẩn thận, trí tuệ và đảm phách của mình đạt được mọi thứ. Lâm Hy đạt được tiểu động thiên pháp khí là vì băng hoàng, mà gặp được băng hoàng là vì sau khi đánh chết quái vật huyết trúc long trong phong bạo chi môn, thông qua năng lực hút máu của hấp huyết nữ vương đọc được trí nhớ của huyết trúc long. Tìm được sao huyệt của nó. Về phần nguyên nhân Lâm Hy bằng vào sự cẩn thận, trí tuệ cùng suy đoán của mình tìm được tứ cực đại huyền xuất hiện ở Ly Long Sơn là bằng vào lôi hệ thiết bàn hắn mua được ở tiên đạo Đại Thương Minh. Mà bản thân lôi hệ thiết bàn là vì cảm giác được lôi hệ chân khí Lâm Hy đã hấp dẫn nó. Tất cả chuyện này đều nhờ vào trí tuệ và cẩn thận của Lâm Hy. Mà cũng không phải như Kim Vương Tôn, tìm được một tòa động phủ, vật gì tốt đều có đó, tiện tay cầm lấy là được đây là hai loại nhân sinh mệnh vận hoàn toàn bất đồng kim vương tôn từ nhỏ lộc mã phủ đầy thân gặp gỡ của bản thân đã quyết định phương thức suy nghĩ của hắn nghĩ lầm lâm hy giống hắn số mệnh kinh người cũng là chuyện bình thường trong đấu trường cực lớn trói mắt lý tranh phong biến mất lâm hy cũng đã biến mất đệ tử các môn các phái cũng không phải không có kiến thức rộng rãi nhưng loại tình huống này lại mới nghe lần đầu chưa hề thấy qua mỗi người đều ngây dại đối với những tiên đạo đệ tử này mà nói còn theo chưa từng gặp qua chiến đấu quỷ dị như vậy. Tiên không trưởng lão và tiên mộng trưởng lão trong mắt cũng khôi phục chút sinh khí, đối với trận chiến đấu này, rốt cục cũng sinh ra một tia chờ mong. Ngay cả tiên trảm trưởng lão cũng hết sức chăm chú ở giữa sân, nói không ra lời. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận chiến đấu này đã chấm dứt, Lý Tranh Phong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì biến hóa của Lâm Hy lại làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, khiến trận chiến đấu này trở nên khó bể phân biệt dù là đôi cự nhãn màu xanh ở sâu trong thời không lúc trước cũng một lần nữa mở ra ra từ chỗ cực cao chú ý trận chiến đấu này không người nào ngờ tới trên người lâm hy sẽ xuất hiện tứ cực đại huyền đã tuyệt tích trong truyền thuyết tứ cực đại huyền trong truyền thuyết quyết đấu với lược ảnh đại pháp chuyện này mọi người chưa từng nghĩ đến loại quyết đấu này trước kia không có tiền lệ nhưng đến cùng ai lợi hại hơn rất nhanh sẽ thấy rõ ràng lâm hy này trên người thật sự là tràn đầy kỳ tích tiên không trưởng lão trong mắt một mảnh sáng ngời lần đầu tiên cảm thấy trên thế giới này có một tiên đạo đệ tử khiến mình nhìn không thấu. Ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ thất bại, hắn luôn sẽ khiến cho mọi người khiếp sợ. Sư đệ, cố gắng lên, trên toàn bộ đấu trường, duy nhất không bất ngờ cũng chỉ có Bạch Nguyên. Chuyến đi ly Long Sơn, Bạch Nguyên đã thấy rõ quá trình lâm ghi hàng phục tứ cực đại uyển Lược ảnh đại pháp của Lý Tranh Phong quả thực lợi hại, nhưng tứ cực đại uyển còn nhanh hơn. chương 850, Chiến thắng. một Ngâm, Long ngâm trận trận, chấn không hư không, phảng phất có thiên quân vạn mã, đồng thời dậm trên hư không vậy. Trong đấu trường tuy rằng không thấy một người, nhưng thanh âm của Lâm Hy lại từ không trung truyền đến rành mạch. Lý Tranh Phong, cảm thụ được tư vị từ thiên đường rất xuống địa ngục rồi chứ. Lâm Hy thanh âm lạnh lùng phiêu đáng tứ phía bầu trời, nhưng lại thủy trung không thấy bóng dáng. Tốc độ của tứ cực đại huyền đã nhanh tới cực điểm. Si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng như vậy có thể đối kháng với ta sao? Ta có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Lý Tranh Phong sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, ý thức của hắn phát ra cực điểm, ý đồ bắt được bóng dáng Lâm Hy. Nhưng lại thất bại, tốc độ của Lâm Hy tựa hồ còn nhanh hơn hắn một chút. Vậy sao, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, sau đó xuất thủ, ầm ầm, tử điện lập lè, Lâm Hy giảm chân trên lưng ngựa, đội ngũ hợp nhất, sau đó xuất thủ. Ngay ở sau lưng Lý Tranh Phong, Lâm Hy trống rỗng xuất hiện, tứ cực đại huyền hai vó giơ lên, trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Không tốt, cảm giác được biến hóa sau lưng, Lý Tranh Phong chấn động. Lược ảnh đại pháp dù cũng cực nhanh, lúc suýt chúng chiêu thì Lý Tranh Phong bỗng nhiên quay đầu, chân khí như bài sơn đảo hải lập tức đánh về phía tứ cực đại huyền, cùng với lâm hy trên đỉnh đầu. Ngâm, thanh âm réo rắt như rồng vang vọng hư không, tứ cực đại huyền dơ móng ngựa lên, không chút do so dự trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Ầm ầm, hư không chấn động, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người ở đây, giữa không trung vốn không có một bóng người, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên bay ra, lăn lộn mấy vòng trên không trung, phịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất. Hô, một hồi tiếng kinh hô vang lên, đám người một mảnh ồn ào. Là Lý Tranh Phong, hắn rõ ràng thất bại, lược ảnh đại pháp rõ ràng cũng không phải đối thủ của tứ cực đại huyền. Phong thủy luân chuyển, Lý Tranh Phong rõ ràng đã thua bởi Lâm Hy. Quá cường đại, đám người kinh hô không thôi, trên khán đài, trưởng lão Thái Nguyên cung sắc mặt xanh mét âm trầm đến mức ra nước. Biểu hiện trước kia của Lý Tranh Phong quá mức cường thế, chính vì như thế, cho nên sự thất bại của Lý Tranh Phong đặc biệt khiến người không thể tiếp nhận. Tên tiểu súc xanh này, tiên đạo trưởng lão Thái Nguyên Cung nhìn về phía hư không, oán hận nói, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Phong bạo chi môn là hắn, hôm nay tiên đạo quan lễ lại là hắn. Tiên đạo đệ nhất đại phái có phong phạm của tiên đạo đệ nhất đại phái, trước đó, hắn chưa từng nghĩ đến, mình lại sinh ra kiêng kỵ và sát cơ như vậy đối với một hậu sinh vãn bối mới đặt chân vào tiên đạo không đến mấy năm. Thần tiêu tông có kẻ này, ngày sau sẽ là họa lớn trong lòng thái nguyên cung. Phanh, Lý Tranh Phong sắc mặt đỏ hồng, kinh sợ nảy ra. Ánh mắt trên khán đài tựa như từng thanh lợi kiếm đâm vào lòng hắn. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, cơ hồ vừa té xuống thân hình đã nhoáng một cái, lần nữa thi triển lược ảnh đại pháp, dung nhập hư không, bốc hơi không thấy. Đây là một hồi chiến tranh giữa tốc độ, ta không có khả năng thua, ta tuyệt đối không có khả năng thua ngươi được. Lý Tranh Phong trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lược ảnh đại pháp được hắn thi triển đến cực hạn, đám người đứng ngoài xem lượn vòng, thân ảnh cơ hồ trải rộng khắp sân, ý đồ tìm được bóng dáng Lâm Hy. Nhưng mà đáng tiếc, tốc độ Lý Tranh Phong mặc dù nhanh, nhưng thủy chung vẫn kém một chút. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của Lâm Hy, như xa như gần, như có như không, nhưng lại thủy chung không thể bắt được so với Lý Tranh Phong, cảm giác của Lâm Hy nhạy cảm hơn nhiều. Đầu tứ cực đại huyền mà Lâm Hy bắt được này tốc độ có thể sánh được với cường giả tiên đạo cảnh, khống chế không gian chi lực. So với lực ảnh đại pháp của Lý Tranh Phong còn nhỉnh hơn một chút. Oanh, móng ngựa phi đạp, lôi điện năng lượng vô biên lập tức đánh về phía Lý Tranh Phong. Chỉ nghe oanh một tiếng, thân hình Lý Tranh Phong chấn động, lần nữa bị tứ cực đại huyền một cước đạp xuống, kêu rên một tiếng, té xuống hư không. Ông, Lý Tranh Phong lập lòe một cái, lập tức biến mất, nhanh chóng lướt hướng về một góc khác trong đấu trường, khiến Lâm Hy mất đi cơ hội tiến công. Đáng tiếc, tứ cực đại huyền bị lôi hệ thiết bàn hấp thu không ít năng lượng. Bằng không lần này đạp đã có thể trực tiếp đánh lý tranh phong trọng thương rồi. Lâm Hy trong nội tâm thở dài một tiếng, tứ cực đại huyền lúc trước khi vừa xuất hiện ngay cả khí thánh vương là lục quả thánh vương cũng bị tứ cực đại huyền một chiêu đánh trọng thương, thực lực của nó có thể thấy được. Bất quá đáng tiếc, trong quá trình thu phục tứ cực đại huyền, lôi hệ thiết bàn không thể tránh khỏi hấp thu đại bộ phận lôi điện năng lượng của tứ cực đại huyền, bằng không thì Lý Tranh Phong dù có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng sánh được với khí thánh vương, cú đạp ban nãy đã có thể khiến hắn phải trọng thương rồi. Bất quá Lâm Nghi cũng không nóng nảy, hiện giờ hắn nắm giữ quyền chủ động, vận mệnh của Lý Tranh Phong sớm đã được định rồi. Rầm rầm rầm, từng đoàn từng đoàn chân khí bá liệt không ngừng nổ tung trong hư không, thân ảnh Lý Tranh Phong lướt trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, nhưng duy nhất không nhìn thấy chính là Lâm Nghi là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thái Nguyên Cung, kinh nghiệm, ý thức của Lý Tranh Phong đều vượt xa cùng thế hệ. Trận chiến đấu này, hắn cơ hồ đã thi triển kinh nghiệm, ý thức, cùng với kỹ xảo chiến đấu của mình đến cực hạn, miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì mình không nhanh chóng bị thua. Nhưng thế đấu thế này chính là trận chiến đấu biệt khuất nhất mà Lý Tranh Phong đã trải qua. Ở trên người Lâm Hy, hắn lần đầu tiên nếm qua tư vị hoàn toàn bị áp chế về mặt tốc độ. Sẽ không đâu, ta nhất định sẽ không thua hắn. Lý Tranh Phong trong lòng có một thanh âm lôi minh ù ù, hắn như thế nào cũng không chấp nhận bị người ngang tuổi, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả mình đánh bại. Không thể tiếp nhận nhất chính là người này còn là đệ tử thần Tiêu Tông. Công kích của Lâm Hy như ảnh vì hình, chân khí đối bính, đạt đến cực hạn. Lược ảnh đại pháp của Lý Tranh Phong vẫn phát huy được tác dụng, nếu đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm thua rồi. Bất quá mặc dù như thế, chân khí Lý Tranh Phong đang không ngừng suy kiệt là sự thật không thể chối cãi, mà thực lực Lâm Hy từ lúc bắt đầu đến giờ không có bất kỳ biến hóa nào, Thủy Trung bảo chỉ ở trình độ đỉnh phong, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô kiệt vậy. Lý Tranh Phong đã cảm giác được, mình đã bắt đầu khó nắm bắt được tốc độ của Lâm Hy. Không sai biệt lắm, Lâm Hy dạng chân trên lưng ngựa, trong mắt hiện lên một tia hào quang sắc bén. Bỏ đi tốc độ, thực lực của Lâm Hy kỳ thật không khác lắm với Lý Tranh Phong. Bất quá, Lâm Hy có được một ưu thế mà Lý Tranh Phong không có, đó chính là thái cổ chân long trong vạn hoàng đồ có thể duy trì chân khí của hắn liên tục không ngừng, vĩnh viễn bảo trì ở trình độ đỉnh phong. chương 851, Chiến Thắng 2. Dù bản thân bị trọng thương, trình độ chân khí của Lâm Hy cũng sẽ không bị bất luận ảnh hưởng gì cả. Có thể chấm dứt chiến đấu rồi, trong nội tâm Lâm Hy hiện lên một ý niệm, sau đó phát. Động ra đợt công kích cuối cùng, ầm ầm, thủy hỏa đại pháp, thủy hỏa chân khí hai màu lam hồng từ không trung lóe lên rồi biến mất trong tích tắc này toàn bộ đấu trường đều sôi trào lên không tốt tất cả đệ tử thái nguyên cung đều giật mình đứng phát dậy ầm ầm một đạo ánh sáng tím hiện lên lâm hy đội ngũ hợp nhất thủy hỏa chân khí bảng bạc không hề ngoài ý muốn chuẩn xác đánh chúng vào lý tranh phong a à một tiếng kêu thê lương vang lên trong hư không thanh âm chưa dứt lý tranh phong như gặp phải trọng kích thân ảnh thon dài ngã ra khỏi hư không như diều đứt dây trùng trùng điệp điệp rơi xuống dưới chỉ có điều lúc này hắn cũng không thể trốn vào hư không được nữa. ầm ầm đại địa chấn động, thân ảnh vẽ ra trong hư không lý tranh phong một đường thẳng tắp, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên tiên đạo cấm chế của đấu trường, phảng phất như một trái cà chua bị nện dẹp vậy, máu tươi vảy ra. Lý tranh phong, trở về tu luyện thêm 10 năm nữa đi. Thanh âm của lâm huy ù ù, ù như sấm, vang vọng khắp toàn bộ tiên la sơn. Bá, tứ cực đại huyền như một đạo điện quang, bay ra hư không, lướt qua bên người Lý tranh phong suy chỉ nghe tiếng lưỡi dao sắc bén xẹt qua huyết nhục suy vừa vang lên huyết quang vé hiện một cánh tay của lý tranh phong bay lên cao mang theo một cột máu tươi ba một tiếng rơi trên mặt đất tay của ta lý tranh phong quát to một tiếng hô trên khán đài từng đạo bóng người chẳng chịt đều đứng lên lâm hy thắng thần tiêu tông rõ ràng thắng sư huynh sư huynh đám đệ tử thái nguyên cung đều nghẹn ngào kinh hô lên rời khỏi chỗ ngồi của mình ông vầng sáng lóe lên tiên đạo cấm chế bao phủ đấu trường lập tức biến mất. Chỉ nghe một tiếng vang, tiên mộng trưởng lão đi trước một bước, đầu tiên lướt vào đấu trường, đứng ở trước người Lâm Hy. Còn có đâu suất cung thanh thần trưởng lão và ma kiếm trưởng lão cũng phóng về trước, tiên mộng trưởng lão cũng sợ trưởng lão Thái Nguyên Cung đột nhiên ra tay, đánh chết Lâm Hy. Dù sao, Lâm Hy cũng đã chém mất một cánh tay của Lý Tranh Phong. Đương nhiên, tiên mộng trưởng lão còn có một phần tâm tư khác, chính là phòng ngừa Lâm Hy tiếp tục ra tay, giết chết Lý Tranh Phong dùng lập trường của thần tiêu tông giết chết lý tranh phong chẳng khác nào giết chết một cao thủ tương lai của thái nguyên cung bất quá từ lập trường chủ nhà của tiên la phái mà tính trận đấu này có thể thấy máu nhưng tuyệt đối không thể chết người được bằng không tiên la phái khó thoát khỏi liên quan lâm hy chiến thắng tiên mộng trưởng lão không chút do dự lập tức tuyên bố kết quả sư huynh sư huynh một đám đệ tử thái nguyên cung vọt vào trong đấu trường đỡ lấy lý tranh phong sắc mặt tái nhợt chỉ có điều lúc này Lý Tranh Phong đã bất tỉnh rồi. Một kiếm kia của Lâm Hy cũng không khiến hắn hôn mê, chính thức khiến hắn hôn mê chính là so sỉ nhục quá lớn. Trong nội tâm, hắn không cách nào tiếp nhận mình lại thua Lâm Hy. Càng thêm không cách nào tiếp nhận chính là hắn ở trước mặt bao nhiêu người lại thất bại triệt để trước. Lâm Hy, đây là sỉ nhục cả đời cũng không thể rửa sạch, để cho ta tới, tiếng gió rung động, trưởng lão tiên đạo cảnh của Thái Nguyên Cung xuất hiện ở giữa sân, đầu tiên dò xét tình huống Lý Tranh Phong một chút, Cảm giác được hắn chỉ là do tâm tình xúc động phẫn nộ, lúc này mới thở dài một hơi. "Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi." Trưởng lão Thái Nguyên cung vung tay lên, cầm lấy cánh tay trên mặt đất mang hắn đi. Cánh tay của Lý Tranh Phong bị cắt rất triệt để, loại thương thế này, cánh tay có thể nối lại, chỉ có điều, vĩnh viễn cũng khó có thể như trước kia. Lý Tranh Phong về sau tu luyện sẽ bị ảnh hưởng, nhưng việc mà Trưởng lão Thái Nguyên cung lo lắng cũng không phải cái này. Ngoại thương dễ trị, nội tổn thương khó liệu người càng cao ngạo người càng khó có thể tiếp nhận thất bại lý tranh phong thiên tính cao ngạo sau khi luyện thành lược ảnh đại pháp ngoại trừ chân truyền đệ tử ra thì không để bất kỳ ai vào mắt thất bại lần này tất nhiên sẽ tạo thành một bóng mở thật sâu trong lòng hắn con giận nhiều không sợ cắn nhiều người nhớ thương cũng không cần quan tâm đến ngươi làm gì lâm hy ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh nói quan hệ giữa thần tiêu tông và thái nguyên cung người trong thiên hạ đều biết có chuyện này hay không đều như nhau nữa uy hiếp của trưởng lão Thái Nguyên Cung đối với Lâm Hy mà nói, cũng chẳng hề có tác dụng gì cả. Hô, trưởng lão Thái Nguyên Cung xanh mặt, cũng không nói gì, thân hình nhoáng một cái, lướt về đình đài. Thái Nguyên Cung người vừa lui chàng, ánh mắt mọi người, đều tập trung Lâm Hy trên người. Đây là lần đầu tiên mọi người được thấy tứ cực đại huyền trong truyền thuyết, thân cao bằng một người, da lông bóng loáng, giống như luôn có một đoàn vầng sáng đang lóe lên, dưới cổ thân thể khỏe đẹp cân đối kia ẩn chứa một cổ lực lượng đầy tính bạo tạc, đây là một đầu thiên địa linh vật tụ tập tất cả những điều tốt đẹp nhất vào thân. Người trẻ tuổi, đây là tứ cực đại huyền sao. Tiên mộng trưởng lão nhìn qua tuấn mã dưới thân Lâm Hy nói. Sau khi thấy Lâm Hy gật đầu liền tán thưởng không thôi. Thật sự là hậu sinh khảo ý A-Hát, trận chiến đấu này, thắng rất đẹp. Sau khi dặn dò Lâm Hy một phen, tiên mộng trưởng lão liền quay trở về đình đài. Lâm Hy cũng về tới bên người ma kiếm trưởng lão. Trước khi trận tiếp theo diễn ra, Lâm Hy có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi như vậy là để cho người thắng trận có thể dưỡng tốt thương thế tận lực thể hiện ra thực lực của mình sao rồi hả ma kiếm trưởng lão quan tâm nói hắn chỉ chính là chuyện lâm hy bị lý tranh phong đánh thương khá tốt lâm hy gật gật đầu cũng quá chủ quan rồi không ngờ rằng tốc độ của hắn rõ ràng đáng sợ như vậy bất quá bị thương cũng không nghiêm trọng người tính không bằng trời tính lâm hy tự nhận mình học xong tiểu na di pháp tốc độ đã rất nhanh nhưng thật không ngờ rõ ràng còn có tuyệt học còn lợi hại hơn cả tiểu na di pháp. Dù người có thông minh thế nào, cũng không có khả năng tính toán được tất cả mọi việc trong lòng bàn tay được. Ân, ma kiếm trưởng lão gật gật đầu, đây cũng coi như giáo huấn, người còn trẻ, ăn chút thiệt thòi cũng tốt, luyện khí cảnh phạm vào điểm sai, dùng tình huống của người còn chưa chết người. Nhưng tiên đạo cảnh sẽ không như vậy nữa, cao thủ so chiêu, sinh tử nhìn cân treo sợi tóc, một chiêu đã định sinh tử rồi. Lâm Hy nhẹ gật đầu, trịnh trọng tiếp nhận giáo huấn của Ma kiếm trưởng lão. Hắn tiến vào Tiên đạo đại thế giới cũng được một thời gian ngắn rồi, làm người nhạy bén thông minh, hơn xa cùng thế hệ. Nhưng so sánh với loại cử phách như Ma kiếm trưởng lão thì cũng có tranh lệch không nhỏ. Chương 852 trừ 853, không thắng không bại. Nghe trưởng lão giáo huấn chính là một chuyện tốt, tình huống thân thể ngươi so với luyện khí sĩ ngang nhau thì cường đại hơn nhiều lắm. Đây là ưu thế của ngươi, bất quá cũng chớ khinh thường một quả trường sinh quả tăng thêm vật đặt cược của ba người các ngươi nếu có thể thì vẫn nên tận lực đoạt lấy viên thuốc này cho ngươi trong chốc lát nữa sau khi luyện hóa xong thì hắn đi xuống tràng ma kiếm trưởng lão nói xong đưa qua một quả đan dược nó đen đen như bùn viên thành bất quá lại có một cổ dược hương đậm đặc là liệu thương thánh dược lâm hy tiếp nhận đan dược không chút do so dự một ngụm nuốt xuống đan dược mà loại cường giả tiên đạo như ma kiếm trưởng lão cấp cho đương nhiên không phải là phàm phẩm sau khi lâm hy nuốt xuống luyện hóa một trận chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực thẩm thấu kỳ kinh bát mạch cả người lập tức toát ra một cỗ bạch khí dưới tác dụng của cỗ dược lực này thường thế lúc trước chiến đấu với lý tranh phong mặc dù còn chưa hoàn toàn tốt nhưng mà mười đã được tám không sai biệt lắm đa tạ trưởng lão lâm hy mở mắt ra cảm tạ nói ừ ma kiếm trưởng lão gật đầu đi đi cuộc tranh tài này tiến hành đến hiện tại chỉ còn lại một cuộc cuối cùng là cuộc chiến đấu của Lâm Hy cùng thiếu đế kim vương tôn của hải ngoại thập phái. Chiến đấu lúc trước của Lâm Hy cùng Lý Tranh Phong khiến cho người ta lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ở trong lòng rất nhiều người mặc dù còn không dám nói Lâm Hy có phần thắng 100%, nhưng ít ra tỷ lệ thắng đã là rất lớn. Hô, Lâm Hy tung người lên, nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh thai, chiêu xuất tứ cực đại huyền, cưỡi lên lưng ngựa. Không sai biệt lắm, một kích cuối cùng, tốc chiến tốc thắng. Lâm Hy ngồi ở trên lưng tứ cực đại huyền, ánh mắt nhìn thẳng về phương hướng tiên đế cung trong hải ngoại thập phái tứ cực đại huyền là vật mà lâm hy mới có được không bao lâu nếu như có thể không lộ ra ngoài lâm hy vẫn là không muốn bộc lộ hết thủ đoạn của mình bất quá hiện tại vừa mới trải qua chiến đấu trước mắt nhiều người chính là không cần phải che giấu nữa kim vương tôn ra đi lâm hy thản nhiên nói a à, lâm huynh bình tĩnh đừng nóng ta đây đi xuống kim vương tôn khẽ mỉm cười đứng dậy đạp bộ hư không hướng phương hướng lâm hy đi tới Tốc độ của hắn rất chậm, từ từ chậm rãi, một bên từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại triệu xuất ra đạo đạo pháp khí. Khuôn mặt của Kim Vương Tôn lộ ra vẻ vô cùng nghiêm cẩn, thận trọng, nhìn thấy lực lượng của Lâm Hy vừa mới hiển lộ ra ở trong chiến đấu, mặc dù là Kim Vương Tôn cũng vì thế mà kiêng kỵ thật sâu, phải đặc biệt cẩn thận. Dầm rầm rầm, từng đạo pháp khí không ngừng từ trong tiên khí của Kim Vương Tôn bắn ra, ra chỉ lên người của hắn. Khí tức của những kiện pháp khí này hùng hậu, khí tức tán phát ra như duyên như hống, trầm trọng vô bì, phảng phất như từng tòa núi cao. Pháp khí thoạt nhìn không có chút nào đẹp mắt, cũng không có ngũ thải bảo khí, nhưng mà từng đoàn hỗn độn chi khí màu xám cho khiến cho Lâm Hy nhìn thấy cũng là cả kinh. Hỗn độn tuyệt phẩm pháp khí, trong lòng Lâm Hy hơi trầm xuống, những pháp khí mà Kim Vương Tôn lấy ra này, mỗi một vật cũng không lớn, chỉ to chừng cỡ nắm tay, khí thức đặc hữu của tuyệt phẩm pháp khí là hỗn độn chi khí bắn ra từng đoàn. Chỉ trong một nháy mắt, số lượng pháp khí bên ngoài cơ thể Kim Vương Tôn đã lên đến 12 thanh. Những pháp khí này lớn nhỏ đồng đều, cùng tạo thành một cái vòng lớn huyền phù ở chung quanh Kim Vương Tôn. Tốc độ của Lâm Huynh nhanh tuyệt thiên hạ, Kim Vương Tôn tự nhận không bằng, chỉ có thể lấy thủ thay công rồi. Kim Vương Tôn ngẩng đầu mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng noán, rứt lời, ngón tay liền búng ra. Oanh long long, một cỗ tiếng sấm mơ hồ từ trong hư không truyền ra, 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí huyền phù trên hư không quay cuồng không ngừng nghỉ, từng đoàn hỗn độn vân vụ sinh ra, từ đơn giản biến thành phức tạp diễn sinh ra vô số kim sắc phù văn, những phù văn này liên tiếp hợp lại một chỗ, cuối cùng tụ lại chung quanh người kim vương tôn thành một khối, hợp thành một tòa, đại pháp trận, uy lực cực lớn. Ông, tia sáng chợt lóe một đạo kim sắc khí cháo cự đại trống rỗng sinh ra, đem kim vương tôn bao bọc vào trong đó. Trên kim sắc khí cháo có rất nhiều kim sắc phù văn như thác nước chảy xuống, bao phủ chung quanh kim vương tôn, càng ẩn ẩn dung hợp với không gian ở chung quanh thành một thể. Trong một sát na, cảm giác mà Kim Vương Tôn cấp cho người khác phảng phất như một tòa thời không bảo lũy được đúc bằng cương thiết, hoành ngang đại địa, đồ sộ bất động. Hô, y bào của Kim Vương Tôn tung bay, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhìn qua Lâm Hy, thản nhiên nói: "Lâm huynh, mời." Trong đấu trường hoàn toàn yên tĩnh, Kim Vương Tôn đứng yên ở trong sân, quanh người là 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí quay xung quanh không ngừng nghỉ, tản ra một cỗ khí tức cường đại. Không nghĩ tới trên người hắn lại có một bộ pháp trận do tuyệt phẩm pháp khí tạo thành sắc mặt Lâm Hy trầm xuống. Mỗi một kiện tuyệt phẩm pháp khí đều có uy lực cường đại, ngay cả Lâm Hy cũng chỉ có một kiện sơn hạ ấn, mà Kim Vương Tôn lại lấy ra 12 kiện. Càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí này hoàn hảo tạo thành một tòa pháp trận. Từ xưa tới nay phàm là pháp trận pháp khí, uy lực đều so sánh với đơn thể pháp khí thì cường đại hơn rất nhiều, thậm chí vượt xa hạn chế về phẩm cấp. Hơn nữa, pháp khí cần để tạo thành pháp trận càng nhiều thì pháp trận sau khi hoàn thành có uy lực càng lớn. Ở Tiên Đạo Đại Thế Giới, loại pháp trận pháp khí này là cực kỳ hiếm có. Trong một vạn kiện pháp khí có thể có một kiện pháp trận pháp khí đã là không sai. Không nghĩ tới Kim Vương Tôn lại có một kiện, số mệnh a, à, đây chính là số mệnh. Trong lòng Lâm Hy thở dài một tiếng, chỉ từ 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí này đều có thể nhìn ra được, bảo vật trên người Kim Vương Tôn là thứ mà người khác theo không kịp. Bộ pháp trận pháp khí này vừa ra, khí tức trên người Kim Vương Tôn lập tức tăng lên một tầng. Bất quá không quản trên người Kim Vương Tôn có vật gì, Lâm Hy cần xuất thủ vẫn phải là xuất thủ. Lệ, Lâm Hy hít vào một hơi thật sâu, đây là điểm báo xuất thủ. Trên khán đài, mọi người nhất thời cũng ngừng hô hấp. Hai người trẻ tuổi này không phải là người phàm A, hiện tại chính là xem người nào trong bọn hắn ai lợi hại hơn rồi. Trong lòng mọi người hiện lên một đạo ý niệm, hai người trẻ tuổi trước mắt này phân biệt đại biểu cho đệ nhất thiên tài của lục địa cùng đại hải, trận chung kết cuối cùng này đại biểu cho trùng kích của hải ngoại thế giới đối với lục địa thế giới. Công tâm mà nói, 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí của Kim Vương Tôn tổ hợp lại tạo thành pháp trận quả thật khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng tứ cực đại huyền mà Lâm Hy đã thuần phục cũng không thua kém bao nhiêu. Trong cuộc tranh tài này mọi người đã được chứng kiến quá nhiều kỳ tích rồi. Trước khi kết quả cuối cùng xuất hiện, ai cũng không dám tự ý nói ra thắng bại. Trận đấu của Lâm Hy cùng Lý Tranh Phong chính là một ví dụ tốt nhất. Thiếu đế, cố gắng lên. Đánh bại hắn, hải ngoại thế giới chúng ta có thể hay không dương danh ở tiên la phái chính là xem ở ngươi rồi. Chỉ cần thắng hắn, từ nay về sau hải ngoại thập phái chúng ta ở lục địa chính là thanh danh đại chấn, để cho người trong thiên hạ kinh ngưỡng. Tiên mẫu cung, tam thiên đảo, hoạn ma tông, kim ô cung, tiên đế cung, mọi người trong hải ngoại thập đại tông phái ngừng hô hấp, nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên, lộ ra thần sắc khẩn trương. Ông, sau một khắc, phó ngựa đạp động, đại địa sôi trào, trong mắt Lâm Hy tinh quang chợt lóe, chính là đã phát động tiến công. Ầm, um, địa chấn nổi lên, Lâm Hy cả người lẫn ngựa biến mất trong hư không, sau đó một kích mãnh liệt giống thư thiên ngoại lưu tinh hung hăng đụng vào người Kim Vương Tôn. Oanh, 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí đồng thời bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, một cỗ kình khí vô hình rót vào trong kim sắc khí cháo, một cỗ khí lãng vô hình xoay quanh không ngừng đem Kim Vương Tôn bảo hộ ở trong đó. Chỉ nghe oanh một tiếng, một kích kia của Lâm Hy như đụng vào một bức tường vô hình, chẳng những không dung chuyển được kim vương tôn, ngược lại có một cỗ lực lượng cường đại phản chấn tới. Lực lượng thật cường đại, trong lòng Lâm Hy chấn động, 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí này của kim vương tôn tạo thành pháp trận khiến cho Lâm Hy cơ hồ nhớ lại huyền vũ đại bích lũy của mình. Bất quá ở tình huống chiếm cứ ưu thế, Lâm Hy là không thể nào cùng kim vương tôn so đấu phòng thủ. Ông, Lâm Hy cùng kim vương tôn vừa tiếp xúc chật phân ra, trong chớp mắt, trừ khí lãng vừa mới nổ tung kia, trong chàng cũng không có gì phát sinh, chỉ còn lại một mình Kim Vương Tôn. Lâm Hy lại không thành công, trên khán đài, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Uy lực nhân mã hợp nhất của Lâm Hy lớn đến bao nhiêu vừa mới rồi tất cả mọi người đã được chứng kiến, không nghĩ tới lại bị Kim Vương Tôn ngăn chặn được. Trong nháy mắt này, 12 kiện pháp khí pháp trận bên ngoài cơ thể Kim Vương Tôn khiến cho mọi người để lại ấn tượng thật sâu. Hải ngoại thập phái quả nhiên không thể khinh thường, một tên trưởng lão của Đế Cực Tông nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng thở dài một tiếng đem so với đệ tử của hải ngoại thập phái, mọi người đều là xoa tay, lộ ra vẻ phấn chấn không dứt. Thiếu đế, cố gắng lên, giết chết hắn, oanh, một kích của lâm nghi không thành, lập tức khống chế tứ cực đại huyền đánh ra kích thứ hai. Vạn kiếm đại pháp, thanh âm kiếm ngâm vô cùng vô tận vang dội hư không, trong nháy mắt bạch quang chợt lóe trăm ngàn thanh kiếm khí từ bốn phương tám hướng oanh xuống người kim vương tôn. Ông, một cỗ khí lãng nổ tung, tất cả kiếm khí của lâm nghi hết thảy bị đánh văng ra kim sắc khí cháo quanh người kim vương tôn kiên cố như thành trì vững chắc. Oanh, kiếm khí hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếm khí kinh thiên lấy thế lôi đình vạn quân xé rách hư không, lần nữa nặng nề oanh kích ở trên người kim vương tôn. Nhưng kết quả của lần này cũng giống như lần trước, băng hoàng chân khí, liệt dương chân khí, thủy hỏa đại pháp, phong ấn đại pháp, lâm hy không tức giận chút nào, các loại tuyệt học liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên người kim vương tôn. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trời dung đất chuyển, trong tràng bạo tạc liên tiếp song Kim Vương Tôn cũng vẫn là đứng ở chỗ cũ, không bị thương chút nào. Pháp trận do 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí tạo thành đem Kim Vương Tôn thủ hộ như một thùng sắt. Chân khí băng thiên liệt địa của Lâm Hy đánh đến không thể tiến thêm một tấc nào. Đây là một cục diện bế tắc rồi. Chân khí của Lâm Hy căn bản không oanh phá được 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí kia, mà Kim Vương Tôn cũng không thể đả thương được Lâm Hy. Trên đài hội nghị, tiên mộng trưởng lão nhíu mày, Kim Vương Tôn đã dùng biểu hiện của mình chứng minh cho thực lực của mình. Thực lực khủng bố của Lâm Hy kết hợp với tứ cực đại huyền, ở luyện khí cảnh cơ hồ là tung hoành không có đối thủ, nhưng lại bị Kim Vương Tôn ngăn chặn được. Mà thực lực của Kim Vương Tôn mặc dù lợi hại nhưng không theo kịp được tốc độ của Lâm Hy, bắt không tới thân ảnh của hắn. Cho dù có thủ đoạn gì cũng không cách nào thi triển ra. Chiến đấu lúc này giống như là Lâm Hy đánh với Lý Tranh Phong lúc trước, chỉ bất quá trên người Kim Vương Tôn nhiều hơn một kiện pháp trận pháp khí cường đại thủ hộ. Song người sáng suốt vừa nhìn đã biết, Kiện pháp khí này mặc dù cường đại cũng là lấy thủ hộ làm chủ. Lực phản chấn duy nhất cũng là phải nhờ công kích của đối phương gây ra, tính cực hạn quá lớn. Nếu như không tiến công nữa, như vậy kết cục của trận này chính là cục diện bế tắc. Cái phiền toái này, thắng bại cuối cùng làm thế nào để tuyên bố, phần thưởng phải phân chia như thế nào? Tiên Mộng trưởng lão lấy tay che chán, đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Văn vô đệ nhất, Phó vô đệ nhị, tình huống như thế này đúng là lúc trước căn bản không dự liệu được. Hô! Tiếng gió thoáng qua, Lâm Hy đột nhiên ngừng công kích Kim Vương Tôn. Trên đấu trường lớn chỉ thấy một mình Kim Vương Tôn đứng nơi đó, còn Lâm Hy giống như là đã biến mất. Mọi người cũng không ai biết Lâm Hy đang suy nghĩ cái gì, hay hoặc là đang chuẩn bị cái gì. Công kích cuồng phong bạo vũ đột nhiên biến mất, Kim Vương Tôn hơi ngẩn ra, bất quá rất nhanh đã kịp phản ứng lại, trong mắt xuất hiện một tia tiếu dung. Rốt cục bỏ qua sao, trong lòng Kim Vương Tôn khẽ mỉm cười, tình huống trước mắt như thế, mặc dù chỉ là thế hòa, không thể khiến cho nhiều người đắc ý, nhưng không thể nghi ngờ cũng là phù hợp với thực tế nhất, phù hợp với dự trù lúc trước của Kim Vương Tôn nhất. Trận chung kết cuối cùng ngoài dữ liệu của Kim Vương Tôn cực lớn. Nếu như đơn thuần đọ sức, mọi người triển khai tràng diện, Kim Vương Tôn tự nhận mình không kém cỏi, thậm chí phối hợp với pháp khí trên người, phần thắng còn muốn chiếm đa số. Nhưng mà Lý Tranh Phong cùng Lâm Hy lại triển hiện một loại năng lực không đối xứng khác tốc độ. Lý Tranh Phong là bởi vì truyền thừa của Thái Nguyên Cung, tu luyện, lược ảnh đại pháp, thiên hạ vô song, còn Lâm Hy lại là đạt được phi mã tứ cực đại huyền được cho là đã tuyệt tích, hai người gặp nhau cũng không phải là bằng vào khí vận là có thể. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng dưới loại tình huống này, cục diện không bại không thắng vừa vặn là cục diện tốt nhất. Ta đánh cũng không đến ngươi, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta, sau trận chiến này hải ngoại thập phái chúng ta ở trong tiên đạo đại thế giới, thanh danh sẽ đại chấn. Khóe miệng của Kim Vương Tôn khẽ nhếch lên, mặc dù hiệu quả còn kém chút ít, nhưng kết cục ngang tay vẫn có thể khiến cho danh tiếng của hải ngoại thập phái đại chấn. mươi 854, đệ nhất, Kim Vương Tôn cũng không nóng nảy, đang ở chỗ đó yên lặng chờ đợi. Một cuộc chiến cuối cùng này chỉ sợ là khó khăn rồi. Trên khán đài, một gã đệ tử đang quan sát thở dài một tiếng, mở miệng nói. Người ở chung quanh cũng phụ họa gật đầu, cục diện bây giờ chỉ cần là người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Lúc mọi người ở đây đều cho rằng cuộc chiến đấu này lâm vào cục diện bế tắc, Lâm Hy lại đang suy nghĩ thật sâu. 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí tạo thành pháp trận pháp khí quá cường đại, công kích bình thường căn bản không có cách nào công phá. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong đầu cũng là mấy cái hình ảnh giao thủ vừa rồi. Lâm Hy đã thử nhiều phương pháp nhưng hết thảy đều không thành công. Ngay cả thủy hỏa đại pháp cũng bị Kim Vương Tôn đỡ được. Lâm Hy vốn là hy vọng mượn phương pháp chiến đấu giống như Cùng Lý Tranh Phong, lợi dụng chân khí liên tục không ngừng của mình không ngừng tiêu hao chân khí của kim vương tôn cuối cùng một lần đánh gục song kết quả cuối cùng đúng là chân khí của kim vương tôn có tiêu hao nhưng tuyệt đối không nhiều như trong dự tính của mình hơn nữa hắn tựa hồ có phương pháp đặc thù gì đó có thể bổ sung chân khí mặc dù không bằng vạn hoàng đồ của mình nhưng đầy đủ có thể chống đỡ một trận rồi mặc dù lâm hy như cũ có thể nắm chắc chiến thắng kim vương tôn nhưng trên mặt thời gian sợ rằng phải chờ đợi qua một ngày thời gian không đợi người tấn thăng đại điển của tiên la phái phải cử hành trong ngày hôm nay, không thể nào để cho bọn họ chiến đấu lâu như vậy được. Thời gian vừa đến, tiên la phái lập tức tuyên bố hai người ngang tay. Cái kết cục này không phải là ta muốn có. Trong mắt lâm hy hiện lên một đạo quang mang sáng như tuyết. Trường sinh quả, thượng cổ lôi long huyết thống, tụ đan đỉnh, đây đều là thứ lâm hy tất phải có, tuyệt đối không thể nào chia đều với người khác. Trường sinh quả có thể tăng trưởng một ngàn năm tuổi thọ, lâm hy đã đáp ứng giao cho Âu Dương Nạp Hải đi luyện đan. Thượng cổ lôi long huyết thống bỏ qua cũng không được, Lâm Hy còn không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm được huyết mạch xứng đôi với lôi công đại pháp của mình. Tụ đan đỉnh thì có thể suy yếu trùng kích cảnh giới của Lâm Hy rất lớn, tích lũy hùng hậu chính là mang đến áp lực mặt trái. Suy nghĩ đến tích lũy càng ngày càng hùng hậu của mình, tương tai áp lực gặp phải khi đánh sâu vào cảnh giới càng lúc càng lớn, cái pháp khí này cơ hồ là không thể thiếu. Tác dụng của mấy món bảo vật này cũng là không thể thay thế, Lâm Hy là không thể nào đi chia đều với người khác đấy. Trong đầu Lâm Nghi lúc trầm lúc bổng, hiện lên rất nhiều ý niệm. Hắn vốn là người trong kiếm đạo, phân tích sơ hở của địch nhân cơ hồ là bản năng của hắn. Lập tức chính là trong loại cục diện này tìm ra một con đường đánh tan Kim Vương Tôn. Tình cảnh đánh sâu vào 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí pháp trận lần nữa lướt qua trong đầu. Khi trong đầu hiện lên hình ảnh thủy hỏa đại pháp đánh sâu vào kim sắc khí cháo hộ thân của Kim Vương Tôn, hư ảnh của 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí kia khẽ lay động, phảng phất như một đạo điện quang xẹt qua trong đầu. 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí chính là một khối, chân khí của tạo anh kích lên người kim vương tôn đầu tiên sẽ bị 12 thanh tuyệt phẩm pháp khí kia hấp thu, chân khí bị suy yếu 12 lần, làm sao còn có được bao nhiêu uy lực. Trong lòng Lâm Hy vừa động, suy nghĩ đột nhiên bất chợt càng chuyển càng nhanh. Nếu muốn phá phòng ngự pháp trận của kim vương tôn không phải là không thể được, nhưng uy lực nhất định phải cực lớn, chân khí phải có tính xuyên thấu cực mạnh. Ở lúc trước khi pháp trận của hắn phát huy tác dụng, trực tiếp xuyên thấu phòng ngự, oanh tạc vào. Trong đầu Lâm Hy lướt qua một đạo ý niệm, trong lúc bất chợt liền có chủ ý. Xem ra phải sử dụng môn tuyệt học kia, vốn là không muốn lộ ra ngoài, nhưng hiện tại vì ba loại phần thưởng kia thì chỉ có thể sử xuất ra rồi. Trong đầu xẹt qua một đạo ý niệm này, ánh mắt Lâm Hy lần nữa trở nên sắc bén. Lâm Sư Điệt, Kim Sư Điệt, nếu như bất phân thắng bại, vậy thì giảng hòa cũng là có thể. Đúng lúc này, thanh âm của tiên mộng trưởng lão từ trên đài hội nghị truyền đến, lại là một mảnh thiện ý muốn giúp lâm hy cùng kim vương tôn kết thúc chiến đấu không cần thanh âm của lâm hy từ thiên không chuyển đến thanh âm như chém đinh chặt sắt nói xong câu đó lâm hy liền xuất thủ kim vương tôn đón một kích cuối cùng của ta đi cái gì kim vương tôn thất kinh đôi mắt nhìn lên không trung đồng tử đột nhiên co rút lại đến lúc này hắn cũng không tin lâm hy lại có biện pháp nào chiến thắng hắn oanh trong khoảng thời gian cực ngắn một đạo lực lượng khủng bố phảng phất như tuệ tinh xẹt qua hư không, mãnh liệt đụng vào bên ngoài cơ thể Kim Vương Tôn. Không tốt, trong lúc điện quang hỏa thạch, trong lòng Kim Vương Tôn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Cơ hồ là theo bản năng, đan điền rung lên, Kim Vương Tôn đem pháp trận được tạo thành từ 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí thôi phát đến cực điểm. Lôi công đại pháp, trong lòng Lâm Nghi bạo giống một tiếng, sau đó một trường mãnh liệt oanh xuất ra. Sau khi lôi công đại pháp đại viên mãn, lần đầu tiên Lâm Hy đem môn tuyệt học có uy lực khổng lồ này vận dụng trong thực chiến. ầm um, thiên băng điện liệt, cuồng phong gào thét, ở phía sau Lâm Hy lôi quang thiểm thước vô tận, trong lúc điện quang hỏa thạch chỉ thấy hình tượng hồng hoang lôi công như uy như ngục chợt lóe trên không trung sau đó lôi công chân khí vô biên hóa thành một đạo thanh sắc lôi điện cuồng long mãnh liệt đánh vào kim sắc hộ cháo của kim vương tôn 12 kiện tuyệt phẩm pháp khí đồng thời chấn hoảng theo bản năng muốn đem cỗ năng lượng lôi điện này dẫn dắt đi song tính xuyên thấu tính sắc bén cùng tính phá hư đáng sợ của lôi hệ tuyệt học giờ khác này rốt cục phô bày ra ngoài. Oanh, lôi quang chợt hiện, trong nháy mắt kim sắc hộ cháo của Kim Vương Tôn bị xé mở ra một cái khe, sau đó năng lượng lôi điện bài sơn đảo hải hóa thành một đạo thiểm điện mãnh liệt oanh kích lên trên người Kim Vương Tôn. A, à, máu tươi hiện lên, Kim Vương Tôn kêu thảm một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một kích kia đánh khai phòng ngự còn bị oanh kích bay ra ngoài không chút phòng bị. Thủy Hỏa đại pháp, thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Lâm Hy một kích đắc thủ, không chút do so dự, thái cực đồ án hồng lam lưỡng sắc phía sau chợt lóe, thủy hỏa chân khí một trong tuyệt học trấn phái của đâu suốt cung phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải lập tức theo cái khe mà lôi công đại pháp xé mở mạnh mẽ oanh kích lên trên người kim vương tôn. ầm, um, một kích kia kinh động đến thiên hôn địa ám, tứ phương chấn động. Chỉ nghe oanh một tiếng, kim vương tôn trực tiếp như diều đứt dây nặng nề đụng vào trên vách tường của đấu trường, qua một tiếng, liền là một ngụm máu tươi đỏ sẫm phun ra, thân thụ trọng thương chương 855, trừ 856, tấn thăng đại điển. Thiếu đế, thiếu đế, thế cục thay đổi trong nháy mắt, bên trong trận doanh của hải ngoại thập phái lập tức kinh hô liên tục, một gã đệ tử hải ngoại cả kinh đứng lên. Thắng, cư nhiên lại thắng, thần tiêu tông thắng, chung quanh nơi quan sát đấu trường, một gã đệ tử tiên đạo hô lên một tiếng, cả kinh đứng lên, không khí của cả hội trường cũng đều hưng phấn. Bất kỳ ai cũng không ngờ rằng đang trong lúc rằng co, Lâm Hy một chiêu liền phá địch trực tiếp đem kim vương tôn đánh tan. Giang giác, bên trong trận doanh đầu xuất cung, thanh thần trưởng lão mở to hai mắt nhìn, ba một tiếng, bóp nát một cái chén nhỏ trong tay, từng mảnh vỡ rơi ra giữa kẽ tay bay vào chân cũng không chú ý tới. Lôi công đại pháp, con người của thanh thần trưởng lão mở to, vẻ mặt rung động. Tuyệt học cuối cùng mà nghiệt trướng của thần tiêu tông này thi triển lại giống như lôi công đại pháp đã thất truyền trong truyền thuyết của tiên đạo đại thế giới. Ta nhận thua, thanh âm hoảng loạn của kim vương tôn vang lên trong đấu trường. Hắn cơ hồ là vừa lúc mới đụng vào vách tường trên đấu trường thì lập tức giơ tay lên đầu hàng nhận thua. Bộ dáng kia cư nhiên là sợ từng đợt công kích của Lâm Hy theo nhau mà đến như lúc đối phó với Lý Tranh Phong, lấy đi một cái tay của hắn hoặc là một cái đầu. Kim Vương Tôn chân chính rung động rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình ở dưới đáy biển kỳ ngộ có được pháp khí pháp trận được tạo thành từ 12 kiện pháp khí lại bị Lâm Hy oanh mở. Điểm này, ngay cả Kim Vương Tôn cũng làm không được. Lôi điện chân khí của Lâm Hy thật quá đáng sợ so sánh với thủy hỏa đại pháp còn phải đáng sợ hơn, đây quả thực là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Là một thanh niên đệ nhất cao thủ ở thế giới hải ngoại, trời sinh lộc mã bảo hộ, kỳ ngộ không ngừng. Tâm cao khí ngạo cũng là không thể tránh khỏi, Kim Vương Tôn cũng cho rằng, trong thiên hạ có người có thể thắng được chính mình, chỉ sợ Lý Tranh Phong cũng là như vậy, chống đỡ đến cùng thì cũng chỉ là ngang tay. Lần đầu tiên Kim Vương Tôn cảm giác được mình chân chính gặp được một đối thủ hoàn toàn vượt xa chính mình, so với chính mình còn phải lợi hại hơn người này thật là đáng sợ trong lòng kim vương tôn rung động không dứt trong nháy mắt này chỉ thấy thân ảnh của lâm hy tăng trưởng vô hạn bóng ma trong đầu trầm trọng vô cùng lần đầu tiên đối với một người cùng lứa tuổi mà hắn cảm thấy sợ hãi đề giát vó ngựa giòn vang tông mao của tứ cực đại huyền tung bay chiết xạ ra từng trận tử quang xinh đẹp lâm hy ngồi ở trên lưng từ trong hư không độn xuất ra rơi vào trên đấu trường lâm hy nghe được thanh âm nhận thua của kim vương tôn cũng là ngừng xuất thủ người đã nhận thua Vậy coi như xong.